Thưa bác, con là Lê Bảo Trang, cư ngụ tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho con hỏi các câu hỏi như sau ạ. Câu 1, công đức nhiều thì trung ấm thân xuất nhanh, còn công đức ít thì trung ấm thân xuất chậm là lý do tại sao ạ? Ở thế giới vật chất này nè, tất cả cái gì nó lớn thì nó sẽ xuất nhanh hơn. Cái công đức nhiều đó là cái điện từ quang nên lợi nó nhiều. Vì thế mà con người ta vừa mất thì nó sẽ xuất nhanh hơn cái ít. Nguyên tắc nó là vậy, gọi là thế giới vật chất âm dương này, nó theo cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi câu thứ hai đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Câu 2, thưa bác, khi mất thân tứ đại, trung ấm thân có sáng suốt không? Tại sao không nhớ mục đích mình vào đây để tìm công đức trở về Phật giới, mà phải thương lượng với thần thánh và dòng tộc ạ? À? Cái trung ấm thân mình đó, khi xuất ra rồi đó, mình có công đức mình mới về được. Còn cái chuyện mà câu hỏi câu này nó không có đúng, là cái thương lượng thần thánh nó nằm ở trên cái ban đầu á. Còn bây giờ cái công đức mà nó đã đi ra đi về Phật giới rồi thì do cái ông thần quản lý mình á, nếu mà nó đạt tiêu chuẩn thì nó giao cho cái ban nghi lễ thần thánh tiên để dặn dò hoặc tiễn mình trở về Phật giới. Thấy không? Còn thương lượng thì nó nằm ở ban đầu mới vô á. Nguyên tắc á, cái tử cung người mẹ là cái lời làm cho nó quên hết những cái gì mà tánh Phật biết trước kia hoặc là kiếp trước của mình á. Vì thế mình khi sanh ra rồi mình không nhớ gì hết mà chỉ nhớ hiện tại thôi. Nguyên tắc thế giới này nó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 3, các vị thần thánh tiên có sáng suốt để nhớ mục đích mình vào tam giới tạo công đức trở về Phật giới hay không ạ? Thần thánh tiên, cái nhiệm vụ người ta làm ở trong cái ban bệ thần thánh tiên đó, ta làm đây để người ta tạo công đức để người ta về Phật giới. Muốn vô cái ban thần thánh tiên này không phải dễ đâu, là những người tu phước á, được lên hưởng phước rồi thì người ta thấy người nào được người ta mới tuyển vô trong cái ban nghi lễ thần thánh tiên này này. Ở đây người ta tạo được công đức rồi người ta về luôn. Muốn về khi có công đức nhiều, mỗi khi có vị Phật nào ở Phật giới á, vào trái đất này rồi nương theo vị Phật này về luôn. Nó không có phải trở về Phật giới như loài người. Loài người nó phải qua một cái ban công thức của nó, ban bệ tiễn về mới được. Còn các vị thần thánh tiên, nếu mà nó đủ công đức lớn, muốn về thì người ta về, rồi sẽ tuyển cái thần thánh tiên khác. Đó là nguyên tắc cái thế giới nhân quả này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Câu hỏi 4, thưa bác, tại sao khi Đức Phật từ cõi trời Đâu Xuất xuống trái đất thành lập đạo, được ban bệ chư thiên ủng hộ làm lễ đón tiếp Phật, mà sao lúc Phật thành lập đạo giải thoát thì không được ban bệ thần thánh tiên ủng hộ ạ? Bây giờ đầu tiên á, Thái tử Thường Hộ Minh á, thì ở cõi trời Đâu Xuất xuống xin thành lập cái đạo. Nhưng mà ban thành tiên thần thánh tiên á, vì Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh không hiểu cái thế giới này. Thế giới này gọi là thế giới vật chất âm dương, mà do người âm quyết định. Vì thế mà vị Phật ra giải đáp thì chắc chắn khi ổng về Phật giới thì cái đạo ổng bị lấy, bị mấy ông kia lấy. Mà lấy ông kia lấy thì ban thần thánh tiên cũng không có thể giúp đỡ được. Vì thế mà ban đầu thì mấy ban thần thánh tiên không dám giúp, mà phải mà yêu cầu phải mở một cuộc họp rồi lấy ý kiến của các 33 vị cõi trời, 10 vị Phật và 6 vị Phật ở nước 6 nước trời cực lạc để lấy ý kiến này. Đề nghị là Bồ Tát Thường Hộ Minh anh phải lập trình bày một cái công thức dạy cái đạo Phật ở đây nè. Tôi thấy được tôi mới giúp, còn bằng không không dám giúp. Vì thế giới này là thế giới âm. Tất cả người giàu sống trong cái đất đều ham tiền tài danh lợi và địa vị hết, không có thoát đâu, không có giải thoát được đâu. Nó vì thế mà khi mà Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mới đọc một mà làm cái chương trình để mà lập ra cái đạo Phật thì nó có đầy đủ, thành ra mấy các vị trời mới đồng ý nó thôi giúp đỡ được.
nhưng mà cũng không có giúp đỡ trọn vẹn được đâu, mà chỉ đạt được khoảng 5% thôi. Con suy nghĩ đi. Vì thế mà cái đạo Phật mà khi mà vị Phật về Phật giới rồi, đây hoàn toàn không còn là đạo Phật nữa, mà đạo khác không. Mà cái này thôi, ông Phật ông nói là thành lập đạo Phật để cứu người ta dở về Phật giới, 5-3% cũng được rồi, chứ không cần gì. Vì thế mà đạo Phật rắc rối chỗ này nè, thấy không? Nó khó, nó khó. Vì thế mà không có vị nào mà ở ông Phật nào mà lập ra cái đạo toàn diện ở trái đất này được hết. Nó bị là cõi âm mà, thế giới này thế giới âm mà. Âm là người ta thích tiền tài danh lợi địa vị và cúng. Đó, cái thế giới này là thế giới đó. Nếu thành lập cái đạo cúng thì dễ ợt, mà thành lập cái đạo giải thoát là cực kỳ khó. Không ông Phật nào lại làm được. Nhưng mà phải đợi cho đến khi mà uyển chuyển mà chuyển cho đến người văn minh, người ta nghe được cái này có thể người ta giúp, người ta theo hoặc không thôi. Chứ còn cái thời đồ đồng không ai theo đâu. Chỉ một hai người ta kiến tánh ta hiểu vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác ạ. Câu 5. Bác thường nói 100 người chỉ có 5 người về Phật giới, có nghĩa là chỉ 5% được về Phật giới. Có phải đây là thỏa thuận giữa Phật và ban bệ thần thánh tiên khi vào trái đất thành lập đạo không ạ? Và số phần trăm làm hoa báo, số phần trăm xuống địa ngục, số phần trăm xuống hầm lửa lớn vân vân đều đã được thỏa thuận như vậy rồi, có đúng không ạ? Cái này không phải, đây là cái nguyên tắc thôi. Bởi vì con người ta muốn theo cái thiền tông này nè, là người ta phải có cái tần số 9/10 dương hoặc 10/10 ta mới vô được. Còn mà 8/10, 7/10 vô đây là hoàn toàn phản cái thiền tông này hết. Không? Có nhiều người vô họ phá, họ lợi dụng họ vô, họ truyền thiền chứ sự thật họ vô để họ phá cái này. Hoặc là họ muốn giúp được cái thiền tông này, sự thật mục đích của họ là vô muốn phá chứ không phải là ấy đâu. Vì thế mà ông Phật ông nói là 5% là cũng tốt rồi. Vì thế mà đã truyền thiền rồi là có người đã kêu bằng gạn lọc rồi đó. Nhưng mà còn có như vậy thôi, còn hút dẫn người bên ngoài chưa truyền thiền thì thôi, 100 người đó là 99 người chửi luôn á. Thành ra cái thiền tông là nó cực kỳ khó chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 6. Bác từng giải đáp là đến đời mạt trung pháp thì thiền tông sẽ quay 180 độ nhưng có lợi cho nhân loại. Vậy quay 180 độ là lúc đó thiền tông phát triển như thế nào ạ? Bây giờ quay 180 độ là lý do này nè. Trước kia người ta theo cái đạo, người ta không hiểu thu đạo Phật thôi, nói về đạo Phật thôi chứ các đạo kia không nói. Ta tiện đạo Phật là gì? Ai cũng nói là tôi vô đạo Phật để tu tu giác ngộ giải thoát. Mà bây giờ con suy nghĩ, tất cả người tu đạo Phật có ai đưa hai cái tiêu chí này không? Hoàn toàn không có, mà vô là làm chuyện khác thôi. Mà bây giờ cái đạo Phật thiền tông mà nó ra đời thì người ta chỉ trắng sự thật ở trái đất này. Vì thế mà cái người mà thật tình muốn giác ngộ giải thoát, người ta phải quay ngược lại hết, quay 180 độ, có nghĩa đi đằng trước quay ngược đằng sau, nó là vậy đó, không phải đơn giản đâu. Bây giờ thì mình thấy cái thiền tông nó vậy chứ đơn không. Bây giờ con suy nghĩ giờ là bao nhiêu người được truyền thiền, rồi bao nhiêu người còn, rồi bao nhiêu người đi qua cái đạo khác tu nữa. Nó khó là khó có chỗ đó. Bởi thế giới vật chất âm dương này nè, khó mà thoát ra cái quy luật này lắm. Vì thế mà cái con số mà 5% là nói là cao, chứ sự thật nó cũng chưa đâu. Nhưng mà mình nói gọn gàng vậy thôi. Trên trái đất này duy nhất cái đạo Phật nó có một cái công thức đi và trở về Phật giới. Chưa có cái đạo nào nói có công thức trở về Phật giới. Mà muốn trở về Phật giới phải thoát ra cái quy luật âm này. Âm là cái gì? Âm là người âm trong quản lý. Đó, bây giờ trong này hoàn toàn là ví dụ con vô trong cái khu đó người ta nhậu không à? Thấy không? Có còn không nhậu con vô nổi, con ra nổi không? Nó phải cản lại thôi, nguyên tắc của nó. Thế giới này là thế giới âm. Mà mình vô đưa cái dương để mà móc cái người âm đi ra, không phải dễ đâu. Muốn ra thì phải khéo à, rồi còn không khéo là bị chết. Gọi là phá người ta mà. Cái thiền tông này rồi cũng phá người ta chứ không phải ít đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác ạ. Câu 7.
Bác từng nói Đức Phật không thể phân thân vào trái đất được. Vậy Đức Phật dùng phương pháp nào để có thể đến trái đất này, để giáo hóa hay để dự lễ công bố huyền ký hay những việc quan trọng về thiền tông ạ? Nguyên tắc trái đất này nè, trên đất rồi cái tam giới, còn phải hiểu cái tam giới này. Khi một vị Phật có một năm mới vô được một ngày thôi, phải vô đây một vị Phật, khi chương trình người ta tính một năm á, chứ không phải mà một hai tháng đâu. Nó vô rồi ta ngự ở tầng mình lưu á, rồi ta mới vị Phật á, thì mới gọi là Phật khải nói chuyện với thần thánh tiên. Ta nói bằng cái lần điện từ dương, nó phải là thần. Còn nếu mà thần với thần nói chuyện nhau thì gọi là thần khải, tiên khải, thánh khải. Là giống như mình bây giờ mà nói chuyện với nhau là gì? Là điện khải đó. Mình bây giờ nói chuyện với nhau phải nói chuyện với nhau bằng điện khải, chứ không có điện làm sao mình nói chuyện được. Mình kéo điện thoại mình ở đây giống như cục sắt, không biết gì, nó phải qua cái làn sóng điện. Mà cái cõi âm mà người ta sử dụng cái tuyệt chiêu này hay lắm. Nhưng mà một vị Phật mà muốn nói chuyện với một người ở thế nào này không phải đơn giản đâu. Duy nhất chỉ người nào mà được quý nhiệm thì người đó được nghe cái làn sóng điện này, còn không người đứng bên cũng không biết được. Thấy không? Nguyên tắc cái này, ai mà hiểu được này thì mới hiểu được cái đạo. Đạo Phật, đạo thần, đạo thánh, đạo tiên, rồi đạo của thánh chúa thế giới. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu hết cái đạo được. Thấy không? Rồi thôi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, có lần bác cũng có nói Phật Thích Ca từng mượn thân con người để nói chuyện. Vậy Phật Thích Ca mượn bằng cách nào ạ? Bây giờ đó, Phật Thích Ca nó muốn phần thì ông phải vô trong cái tầng bình lưu ở. Rồi ông mới Phật khải với ai đó. Mà phải hợp đồng trước. Hợp đồng không phải nữa thì con không phải là mới mấy tháng đâu. Mấy chục năm trời. Cái chương trình giống bây giờ nè. Cái thiền tông ra đời á, sắp xếp từ lúc ổng còn sống với tới giờ là phải 2,000+ năm sau mới thực hiện được. Đó, cái lộ trình ta rất dài vậy đó. Mà những người này ta liên lạc với nhau gọi là Phật khải. Đó, ta, cái dòng thiền tông đi đến đâu ông Thích Ca đều kiểm soát đó đó. Chứ không phải đỡ đâu, một vị Phật mà cho ra cái thiền tông này, nó phải đi theo cái tuần tự để nó kiểm soát. Nếu mà không, ông Thích Ca mà không đi theo là bị mấy ông kia dập chết rồi đó, phá chết rồi. Đó. Tuy là mấy ông tổ mang đi nhưng mà đều cũng phải ông Phật theo ủng hộ. Còn không ấy là mấy ông tổ cũng chết luôn á. Đó. Đó, vậy mà trong 36 vị tổ có nhiều ông tổ bị chết á. Không phải đơn giản đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 9. Ban bệ thần thánh tiên quản lý trái đất này mà tại sao không kiểm soát được thập loại thánh ạ? Bây giờ con thấy một quốc gia đó, có cảnh sát cái gì? Có kiểm soát nổi mấy ăn cướp giật không? Thì thế giới âm nó cũng vậy thôi. Người ta kiểm soát trên cái mặt nhân quả, còn cái mặt tối không kiểm soát được. Bây giờ thí dụ những người mà nó đi ăn chuyên môn ăn cướp ban đêm á, nó thấy cảnh sát nó đâu ăn cướp đâu, nó lén. Thì cái kia cũng vậy. Bây giờ khi mà con hỏi xong rồi con mới hiểu được cái tự, con mới hiểu cái tánh người của con. 16 thứ tánh người rồi. 16 thứ tánh người này nè, có hai thánh và tiên ủng trợ con. Nhưng mà lơ là một cái đó, mà con mà phát ra cái tưởng nhiều, cái cô hồn đó, nó bắt được cái tần số này, nó nhào vô. Thì ông kia trở cài, trở tay không kịp. Trở vô nó làm gì, làm xong rồi ông kia tới rồi bắt đầu là nó là xuất ra rồi. Vì thế mà có nhiều người á, họ phạm pháp, tại sao họ nói, ủa tại sao tôi phải làm cái này? Họ không hiểu cái nguyên lý thế giới âm này. Nó dành. Có nhiều người thấy hiền ấy, mà tự nhiên cái gây tai nạn, gây cái thảm họa. Đó là nguyên tắc này. Khi thiền tông mà ra đời mà ai mà hiểu cái tổ chức con người rồi đó, thì mới hiểu được cái thế giới này. Còn không hiểu được cứ nói tùm lum thôi. À, mà cái này thì nói đúng ra cái phạm vi này cũng không được quyền nói rộng. Đợi khi nào cái giáo lý mà nó cho xuất bản ra thì tụi con khai thác trong cái giáo lý nói, bác sẽ nói hết cho nghe. Chứ bây giờ chưa, giáo lý chưa ra thì không được quyền phơi bày ánh sáng trong cái quyển giáo lý ra được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 10. Thưa bác,
Trong thời kỳ lập đạo của Phật Thích Ca thì Phật Nhiên Đăng có vào trái đất này phụ giúp Phật Thích Ca thành lập đạo giải thoát không ạ? Ông Bồ Tát Thường Hộ Minh muốn lập cái đạo này nè thì phải nhờ cái ông Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng là sư phụ của ông Thường Hộ Minh á. Xin bốn vị trời tứ thiên dương xin lập ra cái đạo Phật ở trái đất này. Trời thiên dương đồng ý. Mới là sai một trong bốn vị đó đó thì mỗi một người đi một hướng. Một người thì mời trời dục giới vô sắc hữu sắc. Rồi một người thì phải xuống trái đất này thương lượng với thần thánh tiên để mà mở cái này. Rồi đợi ngày giờ mới mở ra một cuộc họp để mà cho phép Thái tử Thường Hộ Minh lập ra cái đạo Phật ở Nam Diêm Hồ Đề này. Nó có cái tổ chức của nó. Cái công lao nhất á, thì do cái đạo Phật này được thành là thì phải vì trái đất này ai làm chủ? Trái đất này là của trời Thức Thiên Dương làm chủ. Thần Thánh Tiên chỉ là ông quản lý thôi, mấy ông quản lý thôi. Vì thế mà muốn thành lập cái đạo thì phải 10 ông Phật ở bên Phật giới qua đây nè. Với 6 ông Phật ở tịnh độ vô đây nè, góp ý kiến. Rồi cả các vị trời nữa, người nào có ý kiến thì vô để góp để mà mới thành lập cái đạo này. Cái đặc biệt cái đạo Phật này nó không phải đơn giản như cái đạo kia, mấy đạo kia. Đạo kia là con chỉ ngồi thiền rồi con chứng thánh rồi con thành lập đạo. Cái này không phải vậy. Bồ Tát Thượng Minh mà khi đã được rồi thì nó phải có một cái ban bệ. Vì thế mà trong kinh nó có thường có nói cái câu là tại sao mà con có con voi trắng 6 ngày nhập thai vào của mẹ Maya. Bồ Tát Thượng Hộ Minh phải nhập vào trong con voi này nè, nó có cái điện từ quang ở trong đó. Vì thế mà ông ở trong cung tử cung của mẹ 9 tháng 10 ngày nó không có quên. Còn nếu mà không có nha, không có con voi trắng 6 ngày này vô sanh ra quên hết. Những cái gì kiếp trước ông quên hết. Đó, vì thế mà cái con voi trắng 6 ngàn nó rất quan trọng. Mà khi mà con voi trắng 6 ngàn mà nhập thai mẹ Maya rồi thì ban thần tiên phải túc trực liên tục, không cho cái cầu cõi âm nó phá. Một vị và thánh, một vị Phật mà ra đời thì cõi âm nó không chịu, nó phá dữ lắm. Nó nguyên tắc này nè, con phải hiểu. Vì thế mà người ta không có hiểu cái đạo Phật lập như thế nào. Rồi cứ so sánh tưởng nó ra gốc cây bồ đề ngồi thành Phật cũng phải vậy. Cái đây là cái hình thức. Hình thức ông ngồi 6 năm trời để rồi ông mới lập đạo. Rồi khi phóng hồng quang, ông cũng đâu có phóng được mà phải cái ban thần thánh tiên phụ ông phóng hồng quang. Đây là thế giới của người ta mà. Thế giới này gọi là thế giới điện từ âm dương biến thể. Thì nó ra làm đủ màu được hết. Mà do thần thánh tiên mới làm. Còn ông Phật biết ngầu đó biết làm gì phóng hồng quang, người ta không có hiểu. Đó. Thành ra cái đạo Phật lập là nó cực kỳ khó. Còn tất cả đạo kỳ dễ ợt. Một là mượn xác lập. Hai, ngồi thiền với ông kia chui vô lập, có vậy đơn giản vậy thôi. Không có gì mà khó hết. Đó. Thành ra cái đạo Phật lập nó cực kỳ khó chứ không phải đợi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 11, khi huyền ký của Đức Phật được công bố ra, thế lực âm được tổng động viên quấy phá thiền tông. Vậy Phật Thích Ca có tập hợp các chư Phật hoặc hộ pháp hoặc những vị theo trợ giúp thiền tông không thưa bác? Nguyên tắc á, thì khi công bố ra thì cái cõi âm nó phá. Nhưng mà phá trong cái phạm vi của nó thôi, không được phá đụng tới cái cốt tủy của thiền tông được. Về cốt tủy thiền tông là do thần Kim Cang hứa với Đức Phật á, là phải giúp đỡ cái này đi liên tục trong mấy ngàn năm. Mà khi mà xong rồi thì ông Thích Ca đó, khi công bố huyền ký á, thì ông Thích Ca phải vào tầng binh lưu á, để điều khiển cái này. Ông không vô trái đất được mà ông điều khiển. Ông điều khiển, ông giúp cái thần Kim Cang, giúp cho cái này. Vì thế mà cái thiền tông mà nó ra đời, nhiều người nó chết vì cái thiền tông này là người ta không hiểu á, làm tầm bậy, thần kim cang làm cho chết suối. Chưa có cái đạo nào mà ra mà chết bằng cái đạo thiền tông. Thiền tông nó ra đời bắt đầu từ 1150 nó vô đây mở để công bố tại đất rồng, rồi nhập vô nửa nước rồng rồi. Mà cái này, cái chương trình này là cái công lớn nhất là của ông Trần Nhân Tông. Những cái quyển sách này là ông Trần Nhân Tông mới bí mật truyền theo dòng thiền tông đi vô đây nè.
ông Thích rồi ông Thích Ca thì kêu gọi là điều khiển chung, nó để khi hoàn thành thì ông mới về, chứ bây giờ ông Thích Ca vẫn còn ở trên đất, nhưng mà ở tầng mình lưu chứ không ở đây đâu, mình không biết đâu. Nó thành ra cái đạo Phật nó lập nó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản người ta tưởng đâu. Mà khi mà cái quyển giáo lý nó được ra rồi thì tôi còn đọc hết những cái bài đó ông Thích Ca ông giảng đó, thì mình mới hiểu được. Mà chắc chắn là cái giáo lý khó, cực kỳ khó ra lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nó khó ra là nó chuẩn toàn bộ hết rồi, làm sao đây? Thế giới này còn cái gì nữa? Thì thôi cũng mong người cho ra thì ra, không ra thôi cũng được. Kia là hiểu được cái đạo Phật thôi. Còn mà ra được không là do ông Thích Ca đó. Ông đứng ở ngoài, ông nhìn, ông hiểu. Chứ bây giờ cái thế giới này nó âm quá mà ông đưa ra cũng không chịu, không được đâu. Rồi nó sanh hại đủ thứ hết chứ đâu phải đâu. Tuy là ổng không ăn thua gì, nhưng mà cái người ở lại thế đất này nè, nó chết vì cái này nè. Bao nhiêu người, một cái thiền tông nó ra đời, một người về Phật giới là 1000 xuống dưới quả ngục á. Không phải nhỏ, không phải địa ngục đâu, mà quả ngục á, làm lửa lớn đó. Thì nó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu 12, có phải giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản, tức Thiền Tông phát triển mạnh thì thế lực âm suy yếu, lúc đó số người tu theo Thiền Tông được trở về Phật giới nhiều hơn phải không thưa bác? Về Phật giới đó, khi công bố quyền ký ra thì về Phật giới rất đông. Nhưng mà cũng một số rất đông người xuống quả ngục, nó kẹt ở chỗ này rồi. Làm sao bây giờ, nói làm sao bây giờ? Nhưng mà cái người xuống quan ngục này là do mấy ông cô hồn, ông suối. Nếu không xuống quan ngục thì theo mấy ổng á, theo cái kêu gọi là đi ra khỏi cái quy luật nhân quả. Bởi vì cái đám cô hồn nó không có nằm trong nhân quả, không ai thực thi được nó. Giống như thế gian mà con không sống trong pháp luật, không, pháp luật không làm được con. Còn bây giờ con sống trong pháp luật thì con phải tuân thủ theo pháp luật. Rồi bây giờ cũng vậy đó. Những cái mà Thiền Tông nó ra đời thì nó đi theo cái nhân quả, cái pháp luật của nó. Con làm đúng, con tạo công đức con về. Con tạo phước dương lên trời, còn phải phước âm ở trái đất. Nó nguyên tắc nó vậy. Vì thế mà cái giáo lý ra được không ra được thì cũng không sao. Là gì, người ta cũng đã biết một phần rồi. À, giờ có ra là kiểu gọi là chuẩn là thôi. Chứ không quan trọng gì đâu. Mà mục đích là ông Phật Thích Ca là muốn cho người ta hiểu cái đạo Phật thôi. Để hiểu đạo Phật là như thế nào. Nó khác lại với cái đạo thần thánh tiên như thế nào. Nó khác với đạo của thánh chúa như thế nào. Nó vậy thôi, ý ổng vậy thôi. Thành ra cái đạo Phật đó, nó khi mà nó công bố này nó không tồn tại được lâu. Khi mà một vị Phật về Phật giới là ông nói là 500 năm sau cùng phải công bố này ra, giờ nào, thì 500 sau này nếu mà công bố ra thì sống được thêm 100 năm, còn không thì nó sẽ thêm được 500 năm, còn nếu không thì không quá 100 năm. Mà giờ chính thức cái Thiền Tông nó đến đất rộng 150, là hôm nay 70 mấy năm rồi đó. Thì con có thể liệu sống thêm được mấy chục năm nữa không? Đó, phải hiểu nguyên tắc của nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 14. Bác nói sau này con người chế tạo hạt lui thời gian. Vậy cái gì lui thời gian ạ? Bây giờ trong cái thế giới vật chất á, nó có cái hạt hồng ngoại, là ai mà mở con Phật nhãn mà đeo được cái hạt hồng ngoại này là nhìn thấy cái cõi âm, thì người ta sẽ cho lui thời gian được, nhìn về quá khứ được. Hạt hồng ngoại nó tương đương với cái Phật nhãn của mỗi vị Phật. Vì mà Phật nhãn á, khi mà nhìn về quá khứ tự động lấy. Và bây giờ đó thì giống như bây giờ mình khoa học mình mới hiểu, bây giờ chẳng hạn như camera nó quay liên tục phải không?
muốn kiếm lại 50 ngày trước nó lui là được. Bây giờ mình nói thì cái thời gian của cuộc đời của mình á, nó quay luôn tới từ khi con vô à, từ ở ở Phật giới vô đây luôn. Con từ Phật giới vô đây nó có một cái chuỗi của nó mấy tỷ năm á, không phải đâu, mấy chục tỷ năm. Mà bây giờ nó đúng là khoa học nó cũng thực hiện được này chỉ một phần nhỏ thôi, chứ đâu có phải nó lui được cái trăm năm đâu, không có. Mà cái hồng ngoại này nó sẽ lui được hàng mấy tỷ năm, nó lui tới khi mà con đặt cái chân vô. Vì thế mà trong cái bài tiễn về Phật giới đó, thì một vị Phật vậy mà tánh Phật vô đây mà mới đây mà nó nhớ lại là 38 tỷ năm về trước. Bây giờ nó được truyền thiền để nó được tiễn về Phật giới, nó nhớ 38 tỷ năm giống như mới ngày nào. Thấy không? Nó lùi thời gian đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Câu 15, có phải kinh của Đức Phật thường có ẩn ý là do sự thỏa thuận giữa Đức Phật với Thánh Chủ trái đất nên không thể nói trắng ra mà phải dùng ẩn ý phải không bác? Đạo Phật thì nó có 6 pháp môn tu, 5 pháp môn đầu nó nói rõ, nhưng mà về sau đó cứ 100 năm nó dịch lại một lần, thì mấy ông sao không kiến tánh ông dịch nó sai, chứ sự thật rất đúng. Nhưng mà bây giờ nó dù nó sai sai giờ, từ khi mà ông Phật viết ra tới bây giờ nó còn được 20% thôi, còn nhiều nó giả hết, nó sai hết. Là tại sao? Là tại mấy cái ông thầy không kiến tánh mà là dịch kinh. Ông thầy nào kiến tánh dịch kinh thì nó mới không sai đó. Chứ không phải là thỏa thuận vậy đó. Mà tại vì người ta không hiểu ông nói cái bây giờ mà hơn nữa rồi mấy ông đời này á, những cái sự thật cũng không dám nói nữa. Giờ bạn đưa cái kinh Kim Cang nè, Kim Cang nói một câu: lấy sắc cầu tà, lấy âm thanh cầu tà, người ấy hành đạo tà. Có cái chùa nào dám đem câu này ra nói không? Hoàn toàn không nói, không dám. Rồi cúng dường cũng vậy đó, cúng dường 1.000 Phật vừa cúng bằng một đạo nhân vô tu vô chứng, mà kiếm ông này ở đâu? Thì huống chi cúng phàm phu tăng. Nếu mà nói về kinh á, thì hoàn toàn hiểu được, không có chùa nào dám áp dụng đúng cái lời dạy trong kinh luôn. Trên này bác nước bạn nói sao? Ta đã thành Phật, các ông bà sẽ thành Phật mà không chịu nghe. Mà muốn thành gì đó, muốn thành thánh không ạ? Ngồi thiền để thành thánh. Thành Phật thì đâu làm gì có chuyện ngồi thiền. Thấy không? Thành thánh, bởi thế giới này nè, con tu, một, nếu mà con cúng thành là ông thầy cúng, con tu tụng thành là ông thầy tụng mướn, ông tu mà hiển linh thì con sẽ thành ông thánh hiển linh. Thành Phật không tu tạo công đức dạy về, mới hiểu cái nguyên tắc này nè. Và ai hiểu cái công thức là tạo công đức chạy về, hoàn toàn đây tu để thành thánh hết. Mà thánh á, thì con tu thiền tông thì con phải dùng trí tuệ bát nhã. Con thánh đó là ai? Bởi vì người ta nói là tu đạo Phật phải dùng trí tuệ, còn không trí tuệ đừng tu. Tuy nhiên người ta nói vậy cái theo không đúng. Người ta nói cái ý nói là người ta nói ẩn ý trong kinh cũng vậy, người ta nói ẩn ý chứ không phải đơn giản đâu. Mình không hiểu. Nó thành ra tu đạo Phật mà không trí tuệ là tu sai hoàn toàn 100%. Không cách nào tu đúng được hết. Mà giờ ta dạy tu đúng không chịu, nó chửi người ta. Có cái chùa nào kỳ không? Chùa người ta chuyên dạy giải thoát, không chửi. Nó chửi đồ ma dương. Còn cái chùa cúng thì nó nói là chánh dương. Còn suy nghĩ đi. Rồi làm sao? À, rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi câu 16 ý thứ nhất. Có lần bác giải đáp là trường hợp công đức ít thì có vị Phật cho mượn công đức để đủ sức về Phật giới, xong trả lại cho vị Phật đã cho mượn. Vậy vị Phật cho mượn công đức như thế nào và có vào trái đất cho mượn được hay không ạ? Bây giờ cái câu chuyện đó là cái câu ban đầu. Nói để mình dụ người ta thôi. Chứ sự thật á, con mà tạo công đức trong sáng rồi đó thì vị Phật có cái bổn phận phải nói với ông thần Kim Cang nè. Ông phải yểm trợ người ta để đưa vào trong cái ban nghi lễ mà để đưa ra tới tầng bình lưu á. Thấy không? Thì ông Phật đó có bổn phận thì mở toàn bộ cái công đức của con hồi trước ra thì nó mới sáng ra.
Thì ta nói là mượn chứ sự thật của mình. Hồi xưa bị ra treo mấy ông thần ông bôi thì không thấy, mà chỉ có một số mà ra tới tầng bị lưu thì ông Phật bắt đầu mới mở cái này ra. Giống như cô con, giống hồi đi mượn, nó nói là do mượn chứ sự thật nó không mượn, của con. Trong túi của con nó không thấy, bây giờ ông mở cho thấy vậy thôi. Mà muốn thấy toàn diện phải vô trung tâm vận hành luân hồi, nó mới hút ngược cái âm dương trở lại thì con mới thấy toàn diện. Có bao nhiêu công đức đều nó hiện ra hết. Ý là vậy, chứ không phải là còn cái chuyện ban đầu. Thì con nên nhớ là thiền tông ban đầu dạy nó không khi nào phải dạy đúng, không dám dạy đúng. Là sao? Nó ăn cắp. Bây giờ để nó ăn cắp đã rồi, nó đồ giả cái bắt đầu nó dục. Đồ thiệt bây giờ bắt đầu mới đưa ra. Ngày xưa nó thiệt mới, đồ giả nhiều lắm. Bắt đưa đồ giả cho nó xài nhiều lắm. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi câu 16 ý thứ hai ạ. Vị Phật cho mượn công đức như vậy thì chỉ cần mình ham muốn mãnh liệt là quan trọng nhất và cứ tạo công đức một cách bình thường tùy duyên đúng không thưa bác? Tu thiền tông á thì mình cứ tu cách bình thường thôi. Cái người nào mà vô mà kêu bằng nhiệt tình quá coi chừng. Mấy ông kia suối á, nhiệt tình quá mấy ông kia suối. Cứ bình thường, vì thế mà trong kinh nói có câu là trong cái kinh nói là tâm bình thường là đạo. Anh muốn tu cái tâm bình thường thôi là đạo đó. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nhắc đi nhắc lại về cái câu này, tâm bình thường là đạo. Con tạo bất cứ cái gì cũng là tâm bình thường, đừng có suy nghĩ nha. Con tạo công đức đừng có suy nghĩ, đừng có cái gì hết. Là cái công đức trong sáng. Còn suy nghĩ con tính này tính kia là ông thần ông bôi liền. À, bôi mà đến đỡ mà cái nếu con tính mà con còn muốn thích ở lại trên đây thì vĩnh viễn ông không khi nào ông giao cho cái ban nghi lễ thần đâu. Không cho ban nghi lễ thần. Quan trọng nhất là cái ông quản lý mình à. Đó, quan trọng ông thấy được thì mới giao cho ban nghi lễ, còn không được thôi. Không giao ban nghi lễ thì ông kia biết được đâu tiễn về Phật giới. À, vì thế mà tu theo thiền tông và tu là tâm bình thường. Đừng có so đo, đừng có làm gì hết. Cứ biết tạo công đức vậy. Bởi vì trong cái thiền tông nó không cho tu. Thiền tông nhớ một câu là thiền tông không được quyền tu. Anh tu là bị nhân quả liền. Đó, thành ra hành cho đúng, biết công thức hành cho đúng, trở về Phật giới là được rồi. Đời này mình biết được cái thiền tông là không phải đơn giản. Thì ông Phật ông nói là giống như con rùa mù ở biển mà đi tìm được cái bổng cây là đây nè. Bây giờ tụi con mà gặp được cái thiền tông là giống con rùa mù. Giờ nếu tính ra đó, nếu mà có cái hạt hồng ngoại lưu thời gian con ở đây chắc là 60 tỷ năm ở đây. Nếu mà mốt bắt lấy hạt hồng ngoại bắt chiếu con đó, thì biết mà con mấy chục tỷ năm ở đây đó. Phải không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác ạ. Câu 17. Vị Phật khi đem tánh Phật vào tam giới, có biết trước số lượng bao nhiêu tánh Phật nào sẽ trở về Phật giới thành Phật, bao nhiêu tánh Phật sẽ xuống hầm lửa lớn không ạ? Biết chứ không biết. Khi mà ổng vô á, ổng vô ổng giận rồi ổng nói đó, nhưng mà ổng bên Phật giới tánh Phật đó nó khi tệ lắm. Ôi cái gì? Nó hỏi vậy chứ cái tánh thân người là cái gì mà nó sai được tánh Phật? Thì ông nói là thân người là đất nước do lửa, còn tánh người là gì? Điện từ âm quang, điện từ âm dương nó cuốn hút từ thành người. Trời, tôi điện từ quang không lẽ tôi không sai khiến được cái tánh người thân người? Thì ông cái là muốn sai khiến được vô đây đưa tôi dẫn vô. Đó, rồi vô đây rồi mang cái thân người thì thấy mang cái thân người nói đầu tiên là cái gì? Với nhà cửa ăn ở tiền tài. Còn cái thế giới này không có cái này còn sống nổi không? Nó đâu có hiểu được cái mang thân và tánh người. Mang thân và tánh con thú nó còn khỏe hơn con người đó. Nó không lo được cái gì hết rồi. Mà tánh người rồi đó, hơn thua. Rồi cái là đủ chuyện trên đời. Vì thế mà người ta biết rằng người ta một ngày ta ăn có một hai chén cơm. Mà tại sao người ta phải chứa hàng khối, hàng núi cơm? Là cái tánh tham thôi. Tiền bạc không dễ. Nếu mà nghe lời ông Phật á, thì cái tưởng tham ác nó không có, kiến chấp nó không có, thì con người nó sẽ trở lại bình lại liền.
Mà đây là cái bài 24 đã nói sơ qua rồi đó. Còn nếu mà nói đi sâu vào, người ta sẽ giải thích rất, rất rõ cái chuyện này. Nhưng mà khó, thế giới vật chất này khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Tánh Phật tưởng nó vô để mượn thân và tánh người là điều khiển được. À, cái vô đi rồi mang rồi biết. nó xe xua nó đủ chuyện hết. Đi xe xấu nó không chịu đi, đi xe tốt. Thấy không? Đi đi xe 10 ngàn đô không chịu, nó đều đi 50 ngàn đô. Rồi sao? Thì phải làm, phải đủ thứ hết. Vô đây rồi cái thân người và cái tánh người nó sai cái tánh Phật. Tánh Phật phải đầu hàng luôn á. Phải theo, mà giờ vô thế giới này không cãi được. Giờ muốn về thì cũng gì làm sao về đây? Có công đức mới về. Làm sao đã? Thì phải tạo công đức. Mà biết chừng nào công đức ra mà tạo. Nó khó, cực kỳ khó là cái chỗ đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 18. Phật Di Lặc có mang cái túi trên vai. Vậy ý nghĩa cái túi đó là như thế nào ạ? Trong đó có phải đựng giáo lý thiền tông không ạ? Ông nào cũng có kinh sách gì thôi, giáo lý gì thôi, giáo lý gì quyền ký thôi, không có gì đấy. Nhưng mà người ta viết không phải là viết như mình, mà cái chữ tiếng Việt mình như vậy, nó viết theo công thức. Viết công thức giống như con làm gì, con hiểu cái công thức thì nó rất rất đơn giản. Ông Phật nào phải có cái túi. Đây là cái, ông đến thế giới này là mang kinh sách đến cho thế giới này để mà dạy trở về Phật giới, chứ không có khác gì tỏ trơn. Rồi người ta không biết, rồi người ta dịch đủ thứ. Cũng như Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà từ ở Ấn Độ mà qua bên Trung Quốc á, đi bằng thuyền rồng, nó đi dễ, không có cái túi, nó bắt chước ông Phật. Nguyên, nó chở nguyên một chiếc tàu rồi đi mà còn thiếu á. Người ta không hiểu. Vì thế mà tôi có nhớ cái bài nào, nó có cái bài mà nó thi về cái quải kinh sách từ ấy đó, mà nó dạy quải kinh sách rồi đó, một cái gánh ghi gánh đó, nó không được, nó thua mà nó cái gãi mà ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma gãi một đôi dài và một cái túi là nó chấm dễ nhất. Đây là cuộc thi bên Trung Quốc, nó thi đây nó nói về mấy ông tổ mà mang những cái gì tinh hoa từ Ấn Độ đến phương Đông, mà chỉ được cái hình đó. Vì thế cái hình đó giờ nó đương thờ ở trong chắc chùa. Có nhiều người nó mang cái gánh không đúng. Sự thật ông đi bằng tàu chứ không phải đi bằng cái này. Nhưng mà đây là cái tượng trưng là do bà Võ Tắc Thiên đứng ra tổ chức để mà thi tuyển, để lấy cái biểu tượng thờ các vị tổ. Đây là gốc tích của bà Võ Tắc Thiên làm cái chuyện này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 19. Sau khi con người hủy diệt sự sống trên trái đất này, thì có số ít người trú ẩn trong hang đá. Nơi trú ẩn này phải chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng bởi bom quang tử. Thì nơi này phải làm bằng chất liệu gì và tổ chức hay thế lực nào tạo ra nơi trú ẩn này ạ? Bây giờ tất cả hàng núi, ông trời Thứ Thiên Dương, ông tạo, ông có cái ý của ông như vậy. Tất cả hàng núi đều có hàng hết. Để chi? Để khi loài người đến quỷ diệt nó chui vô cái hàng nó ở. Thì trên này nó đốt 1 triệu độ. Nó chỉ vô đó, nó chỉ lên mấy chục độ thôi. Con người ta còn sống được. Vậy nó đốt 1 triệu độ là qua mấy phút thôi, chứ không phải qua hoài. Tất cả những núi non mà lớn thì do trời Thứ Dương thiết kế để cho cái loài người tồn tại lợi. Thấy không? Đến cái thời mà nguyên tử nó sử dụng, nó chuẩn bị sử dụng là... Vì thế mà bên châu Âu bây giờ nó đào cắt cái hầm á để nó ở. Thấy không? Nhưng mà không bảo đảm mà cái núi. Cái hầm thì nó cũng đào trong đất bằng thôi. Nhưng mà chỉ có cái núi đó, bảo đảm. Vì thế mà có nhiều cái núi đó nó đi sâu. Trong hang núi nó có nước luôn. Thành ra vì thế mà người ta vào đó mà bên trên này nó đã chết hết rồi. Người ta còn có nước, ta sống bên đó. Mà khi mà chiến tranh mà nó sắp hủy diệt thì cái người, loài người lúc đó người ta biết. Người ta trích tử rồi đưa vô trong hang đó. Mà cái này là do cái thiết kế của trời Thứ Thiên Dương trong ai đó. Ông biết mà, ông lạp rồi thì con người, cái tánh người nó 10.000 năm nó sẽ đập chết. Thì nào chạy vô đây sống được nào hay nấy. Đó là nguyên tắc, chứ không phải là mà người ta tưởng đâu là thần thánh nó lạp. Cái đây là chủ trương làm của cái ban bệ trời Thiên Dương, gọi là lập địa.
tạo ra trái đất gọi là lập địa. Nó có kỹ thuật này. Vì thế mà con thấy có nhiều cái núi, có nhiều cái tảng đá bự đó. Mà mình thời văn minh mà nó làm hồi đời nào, làm tại sao mà nó đưa được cái này? Vì nó điều khiển bằng điện. Để nó làm những cái công trình này để cho loài người biết rằng không phải loài người làm được cái này đâu. Mà do ban bể vô hình nó làm. Mà nó điều khiển không phải nó lấy, mà nó điều khiển bằng điện. Giống như mình bây giờ nè. Như ở Nga, Mỹ mình nó muốn đưa một cái bom nguyên tử từ Đông sang Tây. Nó đưa bằng gì? Nó đưa bằng điện chứ có gì đâu. Nó có cái vỏ bọc, thì nó ấn nút thì cái điện đó nó bay đi. Nó dẫn nó bay đi. Thấy không? Trong cái bây giờ, mai mốt này rồi, những cái mà cái hoa tiễn nó không cần sử dụng nhiên liệu nữa đâu. Nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời nó đưa đi. Nếu mặt trời nóng thì bắt đầu nó có cụ pin đó, nó bằng điện nó đẩy đi. Rồi mình đây mấy mốt cũng tới cái mức này. Hồi tụi bác không có sao chứ tụi con sẽ cảm thấy này. Về sau tất cả các nhà nông thôn hoàn toàn không còn xài nhà máy điện nữa. Nấu nướng hoàn toàn lấy mặt trời nóng hết. Lấy lửa của ông trời nấu hết. Nguyên tắc của nó này. Mà tới đó rồi là bắt đầu là con người đi vào hủy diệt. Thế là con người không còn sử dụng bất cứ gì. Mai mốt nè, bây giờ đó, Việt Nam mình đã chế được cái hãng mà VinFast đó, nó còn đã chế ô tô điện đó, đâu còn xài ra xăng đâu. Nó đem qua Mỹ nó bán 45.000 đô, bình Mỹ nó bán 65 mà nó đem qua nó bán 45 thôi. Rồi bây giờ đó, mà điện bây giờ cũng không cần lấy đằng kia, nó lấy năng lượng mặt trời xuống, nó xài. Giờ nhà nào nó thì còn ở trong nông thôn mà còn có nhà, còn thiết kế cái đèn solar, cái pin mặt trời đó. Đâu cần tốn đồng nào đâu, chỉ tốn cái bằng đầu thôi. Đó, rồi mai mốt của nó sẽ, nhưng mà nó hơn đó là cho cái miền Đông Nam Á này nè, mình thuộc về nhiệt đới, chứ còn miền ôn đới nó không được. Nó nhờ ánh sáng, sức nóng của mặt trời. Ví dụ bên Trung Quốc nó có lúc nó lúc mà nó lạnh thì nó không có. Thượng tiện nhất là cái miền Đông Nam Á này, cái miền Châu Phi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 20. Nếu một người đã mất, người nhà cúng đám dỗ hàng năm bằng đồ ăn mặn cho người mất này, thì người mất này có bị nhân quả không ạ? Đó, ta đi rồi thôi, ở đây muốn làm gì làm. Làm nhân quả là do cái người ở lại thôi. Chứ người kia đã đi rồi. Nguyên tắc là trong 49 ngày, nếu mà lên trời hoặc là đi làm chỗ nào còn ở mà cứ mở họ tộc, không chịu vô loài cô hồn họ tộc, thì phải quyết định trong 49 ngày ở đâu. Nếu ở họ tộc thì phải ra mã ở, ăn cơm chạy vô ăn rồi ra mã ở, hoặc ra gốc cây nào đó. Thấy không? Bây giờ cái nguyên tắc ở trong cái họ tộc là phải đi theo quy luật luân hồi. Họ tộc quyết định, bây giờ mày phải đầu thai vô cái nhà đó đi đó đó. Nó không chịu thôi, không chịu thì ra mã ở. Cái chuyện 49 ngày là cái chuyện này, còn chuyện mình ở lại mình cúng quả là cái chuyện đó là kỷ niệm cho gia đình thôi, chứ có ai về ăn đâu. Đã theo lưu luật nhân quả mà làm sao mà có cái chuyện đó. Thấy không? Mà người ta không hiểu rồi người ta thiêu dệt, nó làm nó sai cái ý này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 21. Quý thầy dạy, niệm một câu A-di-đà phước sanh vô lượng. Vậy tại sao các ông thầy dạy đệ tử là phải thường niệm A-di-đà Phật hoài cho tới chết vậy? Nó có trái ngược với câu trong kinh Đức Phật nói là không thể có một chút phước mà đòi vãng sanh được không ạ? Nói đúng là người ta không có hiểu cái tổ chức của đạo Phật, người ta phải làm vậy thôi. Chứ niệm Phật A-di-đà là gì? A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, là cái tánh Phật của mình đó. Niệm là nhớ, nhớ là cái tánh Phật của mình mà không chịu nhớ. Mà nhớ ông Bảo Thạch Ca ở Cực Lạc, biết rước ổng ở đâu. Thấy không? Người ta dạy thực tế mà không chịu nghe, rồi tưởng tượng. Mà bây giờ mấy cái ông thầy á, ổng tưởng tượng này là gì? Để ổng dụ Phật tử cúng dường cho ổng thôi. Chứ là niệm là nhớ Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, là cái tánh Phật của mình nó sống hoài, nó sáng hoài. Là cái chỗ này nè, mình phải nhớ. Mà tại không nhớ được cái ngầu đó, A-di-đà Phật, rồi cái bắt đầu mấy cô hồn nhập vô, nó tao Phật nè, rồi sao? Rồi theo ổng rồi sao? Tại ta không có hiểu. Nó thì nó mới sai chỗ này.
Vì thế mà Thiền Tông ra đời, người ta nói là sáu pháp môn tu. Muốn nhớ, muốn tu theo A Di Đà không phải dễ đâu. Có tu, nhưng phải giàu lắm. Giờ rồi nhân dân làm chủ có nói không, muốn không? Có nhân dân nào nói đây, giờ muốn đi lên đây, lên A Di Đà sống 10.000 năm, mà mỗi ngày tỉnh sẽ ngày 500 đi. 10.000 năm mà tính bao nhiêu tiền. Còn bán, ông Bu Ghét cũng lên, cũng chưa nổi chứ đừng có nói chuyện. Nếu ông Bu Ghét giàu có đó mà lên chưa nổi chứ đừng có nói. Trong mình nghèo nghèo sao tu, thấy không? Mình tu phải hiểu, vậy thế giới này gọi tu theo hiểu khoa học vật lý mới tu được. Còn không đừng tu, ở nhà lo làm ăn, thấy không? Rồi đợi chừng nào mà Hậu Long Hoa mở ra đó, tới học về. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 22. Quý thầy có dạy, lạy một lạy tội diệt hà sa. Vậy những người bị nghiệp ác đức lặng, lạy một lạy là xóa hết tội hay sao ạ? Nếu lạy một lạy xóa hết tội, vậy sao có các ông thầy chùa dạy cho các cụ gần đất xa trời lạy 500 lạy mỗi ngày, mà lạy từ tháng này qua năm lọ là như thế nào thưa bác? Tại nói đúng là mấy ông thầy tu ở không nghiên cứu kinh sử. Trái đất này ngũ thú tập cư, người thần ngạ quỷ súc sanh địa ngục lại ai? Con suy nghĩ về lại ai ở đây? Ông Phật không có đây mà lại ai? Nói lại Phật một lại thì phước sanh vô lượng, diệt tội hà sa. Tội là cái gì? Tội là điện từ âm, phước là điện từ dương. Làm sao có cái chuyện này? Thế giới nhân quả không có cái chuyện này. Nó tại người ta không hiểu rồi, người ta làm sai thôi. Chứ trong kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang dạy rất rõ vấn đề tu tịnh độ. Chứ không phải mà trong khi Thiền Tông đã nói nhắc sơ lại rồi đó. Bởi cái này nó không phải thuộc về phạm vi của Thiền Tông, mà Thiền Tông phải nhắc sơ cái công thức tu của Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú. Tôi nhắc vậy thôi, chứ không phải nó nói chuyên môn. Để cho biết rằng những cái chuyện làm đó là bây giờ vô chùa tu mà không làm thì nó làm gì giờ? Thì phải bài đủ chuyện hết. Mục đích thì làm sao có việc làm là một, thứ hai có tiền. Chứ các cái chùa cho to rồi giờ không ai tới rồi, tiền đâu trả tiền điện. Thế là mấy ông phải bài ra vậy thôi. Bởi vì cái đạo Phật là gọi là đạo khoa học vật lý, nhân quả vật lý. Chứ không phải đạo Phật là ngoài nhân quả. Đạo Phật dựa trên nhân quả để thành lập ra cái đạo. Mà nhân quả này nó theo cái quy luật của trái đất. Trái đất quay nó thành nhân quả. Cái tam giới quay nó tạo ra cái luân hồi. Phải nhớ hai cái căn bản này nè. Trái đất quay tạo nhân quả, trồng cái gì nó lên cái nấy. Tam giới nó quay để nó đưa trở lại chỗ cũ, luân hồi. Quay một tròn nó phải trở lại chỗ cũ. Đạo Phật là cái đạo này gọi là đạo nhân quả luân hồi. Chứ đâu phải đạo Phật được dạy ai lại đâu, không có cái chuyện đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 23. Thầy Thích Chí Trơn tu theo đạo Phật mà không lấy kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra giảng dạy, mà lấy những câu nói của Khổng giáo và Lão giáo ra dạy, thì có phải là người tu theo đạo Phật chân chánh không thưa bác? Nó đúng là đạo Phật thì phải lấy giáo lý của đạo Phật ra tu, chứ còn không có thể lấy đạo Lão, đạo Khổng ra tu được. Còn nguyên tắc á, người ta muốn tu gì người ta tu, mình cũng không xen vô. Đạo Phật là giác ngộ giải thoát, có bốn chữ thôi. Còn đạo Khổng, đạo Tử này kia nữa là nó nói về nhân nghĩa, thấy không? Còn đầu tiên thì nhàn hạ, mình hiểu cái công thức này đi. Anh muốn nhàn hạ tu theo đạo tiên á, muốn đầu thánh thì sống trong nhân nghĩa đó. Còn vì thế mà cái đạo Phật á, tại sao ông Trần Nhân Tôi đánh giặc mà ông thành Phật? Ông đánh trên thực tế mà, tôi sống đất nước tôi sống xâm lăng tôi đổ đập vậy thôi. Tôi muốn về Phật giới, tôi tạo công đức về. Ông viết, ông để bao nhiêu bài lại rồi, cái đó người ta đọc rồi ông cũng có công đức rồi, chứ không cần ông làm cho mệt. Con suy nghĩ, ông để được biết bao nhiêu thơ kệ mà ra ra Yên Tử còn cái câu nào không mà không biết, là tại sao rồi ông không để ngoài mà ông đem vô chùa Tân Diệu ông để hết.
Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Vì thế mà cái đạo Phật lập ra vì sao tao không hiểu, mất cái gốc đi. Rồi giờ tao phải tưởng tượng ra để chi, để mà dạy Phật tử. Chứ con không lẽ bây giờ con cắt cái chùa ra rồi con không có cái gì dạy rồi ai tới. Mà hơn nữa đó, cái con người ông Phật có nói là 10 phần mê muội cả 10 con người của mình đó. 10 phần mê muội hết 10. Thì mê muội là ai nói gì thì nghe đấy thôi chứ cứ biết đường đâu một cái. Thiền tông ra đời chỉ mà còn không chịu nghe, còn chửi lại thiền tông á. Ta chỉ bằng khoa học chứ không phải ta chỉ bằng mơ hồ mà còn không chịu nghe. Rồi con suy nghĩ nó khó chỗ đó đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ hiện tại con hết câu hỏi ạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi cảm ơn con hỏi nha. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, con tên Nguyễn Hồng Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hỏi bác 18 câu về pháp môn Thiền Tông. Xin bác trả lời cho con được rõ thông ạ. Rồi con hỏi đi. Câu thứ nhất, trong kinh Đức Phật thường dạy câu phá mê lầm là gì thưa bác? Phá mê lầm, mê là mê muội, lầm là sai lầm. Tất nhiên những người ta tu mà ta không hiểu về cái đạo Phật đó, gọi là mê. Còn mà ta tu sai gọi là lầm. Thành ra Đức Phật mới nói thường câu là phá mê lầm. Mà Lục Tổ Huệ Năng thì nói rằng Thiền Tông ra đời phá tà tông là cái lý do này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Câu thứ hai, thưa bác, những vị tiến sĩ Phật học có cần tu theo giáo lý đạo Phật không thưa bác? Nếu mà người tu bình thường á, thì nên cần giáo lý. Còn những vị tiến sĩ không cần. Vì sao? Vì đã tu vượt hơn lời Đức Phật dạy rồi. Vì thế mà trong đó có nhiều ông tiến sĩ chê Đức Phật tiền thiền không chuẩn rồi này kia đó thì không cần. Các vị tiến sĩ nên nhớ rằng tiến sĩ thì không cần tu theo giáo lý. Mà tu theo giáo lý là những người muốn giải thoát người ta tu theo giáo lý thôi. Còn các vị tiến sĩ thì không cần tu cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu thứ ba. Thưa bác, thời Đức Phật dạy đạo, tổ chức danh các vị tu như thế nào thưa bác? Thời Đức Phật dạy đạo thì danh có như thế này nè. Tỳ kheo tăng, tức như người thầy tu nam. Tỳ kheo ni, thầy tu nữ. U bà tắc, cư sĩ nam. U bà di, cư sĩ nữ. Nhưng mà trong cái tăng á, thì nó có nhiều cái, hai cái lớp nữa. Một là, thí dụ con tu mà con kiến bằng tánh Phật thanh tịnh của con thì, thì người ta gọi là thánh tăng. Thấy không? Còn nếu mà con tu mà không kiến tánh là chỉ là một tăng thường thôi. Còn nếu mà tăng á, mà vô tu mà kinh doanh này kia nọ đó, thì người ta nói gì? Phàm phu tăng. Vô để kiếm tiền, gọi là phàm phu tăng. Còn tăng mà vô mà thưa kiện người ta, chửi người ta đó, gọi là tục tử tăng. À, thời đó đó, còn bây giờ nó tổ chức khác. Nhưng mà tổ chức bây giờ mình không tham gia được, mình không trình bày được. Chứ ngày xưa cái hệ thống tu của Đạo Phật rất rõ ràng vậy. Đặc biệt, thời Đức Phật chỉ duy nhất con Ma Ca Diếp với ông Ngộ Thiền thì ông này được là gọi là tăng giải đáp đạo Phật. Duy nhất trong tăng đoàn của Đức Phật chỉ có ông Ma Ca Diếp được mang danh là tăng giải đáp đạo Phật. Vì ông mà ông kiến tánh ông hiểu hết thì ai hỏi gì ông trả lời nấy, gọi là tăng giải đáp, nhớ cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 4 với câu 5 con định hỏi bác là cái thánh tăng với lại phàm phu tăng như bác đã trả lời rồi, thành ra con xin hỏi câu thứ 6. Thưa bác, tu theo đạo Phật và tu cúng để được gì thưa bác? Tu cúng hả? Dạ, tu cúng. Cúng. Cúng cúng. Đúng hả? Tu cúng. Cầu cúng á. Cầu cúng ra là cúng. Tu theo đạo Phật và tu cúng thì trở thành ông thầy cúng. Tôi đã đợi thầy, thầy cúng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 7. Thưa bác, tăng đoàn là gì? Tăng đoàn thì nó có hai cái danh từ. Tăng đoàn có nghĩa là một đoàn người tu.
Nếu mà anh không có bình thường thì gọi là một cái đoàn người tu thôi, bình thường. Trong đó có một hai người mà ta kiến thánh thì gọi là đoàn thánh tăng, là trong đó có người ngộ thiền. Còn tăng đoàn là mấy ông thầy tu trơn thời, không có cái gì khác nữa, gọi là tăng đoàn. Mình phải hiểu cái này, phân biệt. Trong có người nào mà gọi là có ngộ tánh á, thì gọi là thánh tăng đoàn, thêm chữ thánh vô. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 8. Thưa bác, những vị mà tu đạt quả vị A-la-hán thì có cần tu theo quyển giáo lý của Đạo Phật không thưa bác? A-la-hán là người ta tu theo được bậc thánh. Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông này là nó tu để cho người giải thoát. Không, ta không qua cái. Vì thế mà mấy người mà tu A-la-hán không cần giáo lý, không cần. Nhưng ta tu mà thành A-la-hán nó dễ lắm. Anh chỉ ngồi thiền tần số âm đúng thì nó nhập ra cái tần số âm của thế giới này thì thành thánh rồi. Không cần cái giáo lý này nè. Là cái giáo lý này là nó phân tích, tổ chức và phân tích của đạo, giống như là tổ chức của các đạo thì mới học cái giáo lý. Còn anh tu thành thánh rồi, tu thành thánh, tu xưng thánh rồi thôi, hậu dẹp cái giáo lý này đi, không xài. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 9. Giáo lý Đạo Phật là dạy gì thưa bác? Giáo lý Đạo Phật là cái cơ bản là dạy tổ chức Đạo Phật và tổ chức cách tu của Đạo Phật. Trong cái cơ bản này nè, thấy không? Nó nhiều nhưng mà cơ bản nó là có hai cái. Là cách tu của Đạo Phật và tổ chức Đạo Phật. Vì cái Đạo Phật từ khi lập ra thì không ai biết tổ chức như thế nào. Vì thế giáo lý nó mới nói ra để nó biết rằng cái Đạo Phật nó tổ chức như thế đó mà nó tu bằng cái kiểu này nè. Vì thế mà mới cần người tu mà muốn hiểu được này thì mới tu giáo lý, còn không có thôi khỏi cần giáo lý. Muốn tu kiểu gì cũng được. Thấy hợp thì mình tu theo mình, không cần giáo lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tu theo Đạo Phật mà không biết giác ngộ giải thoát là gì, mà ngồi giảng đạo cho nhiều người nghe có bị nhân quả gì không thưa bác? Bây giờ đó, cái câu này trả lời thế này nè. Con suy nghĩ đi, con biết chữ, con mà mở trường lớp dạy chữ gì. Nhưng mà con không biết chữ rồi con mở trường lớp dạy chữ con có bị gì không? Đây là luật nhân quả thế gian, anh tội lừa đảo. Còn nếu mà về đạo, anh không biết giác ngộ giải thoát mà anh dạy người ta, anh không thuộc về tội lừa đảo. Thì nó có hai con đường đi. Lừa đảo để lấy tiền người ta thì làm quả báo, hù dọa người ta xuống địa ngục. Thì nhân quả nó phạt trung ấm thân và nhân quả nó phạt thân tứ đại. Thế gian này nó có hai cái dạng vậy đó. Bây giờ phải biết rằng mình hiểu thì đi dạy người ta, còn không hiểu thôi làm nghề khác đi sống. Nhà nước cho làm gì thì làm đấy, chứ đừng có đi lừa. Lừa người thế gian được chứ không có lừa cái ông thần quản lý mình được đâu. Ông thần quản lý mình sát bên mình lừa ông sao được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 11. Vậy thưa bác, cái tiêu chuẩn của một vị giảng sư là phải như thế nào? Giảng sư, cái tiêu chuẩn của một vị giảng sư mà muốn giảng đúng thì tất cả kinh sách của Đức Phật xuất bản ra đều thuộc hết mới đi giảng được. Giống giờ thế gian mà con hành cái nghề gì thì con phải thông suốt hết cái nghề đó, con mới đi hành cái nghề đó được. Còn giảng sư mà không hỏi hỏi kinh này, không biết kinh kia, không hiểu mà đi làm giảng sư làm cái gì, thì đi lừa người ta chứ gì. Mà nếu mà con không có hiểu kinh sách mà con đi giảng người ta thì con phải giảng tầm bậy để lừa người ta. Có nhiều khi đem cái chuyện thế gian vô giảng nữa thì nó trật lắc, rồi con đó kẹt đó. Nó đó xuống địa ngục 100%. Thấy không? Một giảng sư phải căn bản thế này. Tất cả kinh sách Đức Phật hiểu hết thuộc lòng, giống như thuộc của chương rồi đó, từ 2 đến 9, hỏi gì trả lời nấy, thì mới được là một giảng sư. Còn nếu mà đọc 3 trang, 2, 3 trang giấy mà là giảng sư là con cũng chết đi. Giờ mơ đi học có 2, 3 chữ, bị đặt mở trường dạy học là chết, thì bị nhân quả. Mình sống ở đây, nhân quả tứ đại, khi chết mang nhân quả bằng trung ấm thân là của điện tử, không có thoát qua khỏi cái nào. Muốn hết nhân quả chạy về Phật giới,
làm sao mà chạy về bển á, thì mới hết nhân quả. Còn ở đây đừng có mong gạt ai hết á, lấy tiền ăn được không? Ăn chưa hết mà đã chết rồi thì theo nhân quả đó, rồi tiền đó để lại cho ai đây? Nó phải hiểu nguyên tắc này á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 12. Thưa bác, tổ sư thiền là danh gọi cho vị tu nào? Tổ sư thiền ở đây là cái danh từ gọi 36 vị tổ thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Người nào mà hám danh mê lợi mà chữ tổ thiền thiền, thần kim cang chắc chắn khử liền. Thấy không? Khử bằng nhiều hình thức. Nhớ một điều, tổ sư thiền không được, không có cái ông thứ 37 mà chỉ có 36 thôi. Đừng có ham danh mê tiền mà. Bây giờ kiểm đi, người nào á xưng tổ sư thiền coi chừng không có sống đâu đâu. Nhưng mà đừng nói kể cái thiền tâm mà anh vô mà anh không biết á, anh ăn cắp của người ta mà anh xưng anh cũng chết rồi, chứ đừng có nói chị. Vì cái thiền tông này là cái điện của từ của nó là 500 won chứ không phải nhỏ đâu, còn ba cái nhỏ nhỏ kia là điện 100 won, 200 won thôi, còn cái 500 won đụng tới lại nó giật bay đó, nghe không? Thành ra cái tổ sư thiền nguy hiểm ghê lắm, chứ không phải đừng có lợi dụng cái này mà nhào vô là chết á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu 13 là tổ chức của một ngôi chùa là phải như thế nào thưa bác? Nguyên tắc một cái ngôi chùa đó, tổ chức thì nó phải có cái ban bệ. Thí dụ chùa thì nó có hai cái dạng, một là của giáo hội thì mình gọi là trụ trì, rồi hai phó trụ trì. Rồi tất cả các ban tổ giúp cho này là trở thành một cái ban, ít nhất cũng phải là 15 người thành mới tổ chức ngôi chùa được. Nhưng mà tu theo pháp môn nào phải treo bảng hiệu rõ ràng, không treo bảng hiệu là không được đó. Còn nếu mà mình không tu theo bảng, bây giờ luật pháp nhà nước á, bây giờ người ta đang hoàn chỉnh cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa này. Nó căn cứ vào cái này nó áp dụng á, không? Pháp quyền xã hội chủ nghĩa anh làm cái gì phải cho đúng luật, mà bây giờ là không nắm được thì đừng có làm. Thành ra nếu mà anh tổ chức không được thì cái chùa anh không được để quyền cái chùa, mà anh để là cái thất thôi. Cái thất là có 10 người trở lại, còn nếu nhỏ là cái am thì 5 người trở lại, cái cốc có 1 người thôi. Đó vì thế mà tôi thấy nhà nước hiện giờ đang soạn thảo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mời nhờ các luật sư giỏi góp ý kiến vào trong để mà nó hoàn chỉnh cái bộ luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì trong đó nó có cái đạo. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 14. Thưa bác, tại sao đạo Hiển Linh có nhiều người tu theo thưa bác? Ở trái đất này á, không có đạo nào mà thích nghi bằng cái đạo Hiển Linh. Về thế giới này, thế giới âm dương, Hiển Linh là 100 người hoàn toàn là thích cái Hiển Linh hết. Vì thế mà cái đạo Hiển Linh rất thích hợp ở thế giới này. Nghe không? Bởi vì cái đạo Hiển Linh nó hoàn toàn là được mở ra một cái là đầy người luôn. Còn những cái đạo khác nó không bằng. Trên trái đất này, tất cả đến cơ sở đều hoàn toàn sử dụng Hiển Linh hết. Vì thế đó, bởi vì thế giới này là thế giới âm mà, thế giới âm thì người ta thích hợp lại với cái thế âm dương. Thì cái đạo Hiển Linh thì rất thích hợp cho trái đất này là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 15. Thưa bác, đạo giải thoát tại sao lại khó dạy ở nơi thế giới này thưa bác? Con phải biết thế giới này là thế giới vật chất âm dương. Nó hút bởi thế giới vật chất âm dương. Giải thoát đi ra ngoài cái quy luật này. Bây giờ con suy nghĩ, không khí nó ngoài nó hút vô. Nó hút vô là 100 cây số một giờ, mà con muốn thoát ra ngoài nó còn đi có 10 cây số, không cách nào thoát ra được cái quy luật hút này. Vì đã mang thân người rồi thì tất cả những cái chuyện gì nhu cầu của con người là phải thỏa mãn cho nó. Mà giờ con suy nghĩ con bỏ con ra con có thể đi được, hoàn toàn không được. Thế giới này không ai chấp nhận cho ra. Vì thế mà cái đạo giải thoát khó mà dạy ở trong cái thế giới vật chất âm dương này lắm. Nó nguyên tắc nó khó là khó cái chỗ đó. Thành ra
tất cả các vị Phật ra đời dạy cái này đều hoàn toàn thất bại hết. Không biết ông Thích Ca này có thành công không, chứ bây giờ nó mới thành công mới khoảng có 60% rồi đó. Chừng nào mà nó ra được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam thì nó đạt được 70%. Ra được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông đặc biệt được 80%. Còn 20% vẫn bị thắng như thường. Đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi 16. Cũng giống như đạo Hiển Linh, cái đạo cúng á, cũng được nhiều người thích tu theo, sao thưa bác? Thế giới này cái đạo cúng đó, nó thuộc về của Thánh Chúa Thế Giới lập ra. Vì Thánh Chúa Thế Giới là, và các môn đồ ổng là chuyên môn ăn ở này, ăn đồ cúng. Vì thế mà đạo cúng lập ra thì rất nhiều người ủng hộ. Mà đạo cúng đó, người nào có tần số mà từ 60% ra xuống là thích cúng lắm. Nha, vậy nó đi nằm với cõi âm, mà cõi âm là cõi cúng mà. Vì thế mà người, bởi vì cái trái đất này đó, 1 tỷ người nó chỉ khoảng 20 người có cái tần số 10/10 thôi. Còn cái kia đó thì 9/10 thì được 100, còn bao nhiêu ở dưới đó, nó hoàn toàn nó thuộc về âm hết. Thành ra cái đạo cúng và đạo Hiển Linh rất thích hợp cho thế giới này. Đạo giải thoát thì đạo giải thoát ở đây mở ra cho nó vui, chứ không ai theo đâu. Nghĩa là kỹ lâu lâu chỉ có 1-2 người họ theo thôi. Chứ sự thật khó lắm, cái đạo giải thoát khó ở thế giới này lắm. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 17. Thưa bác, lý do gì mà Đức Vua Trần Nhân Tông không dạy pháp môn giải thoát được ạ? Đức Vua Trần Nhân Tông á, muốn dạy cái đạo này thì phải chứng minh bằng khoa học vật lý. Mà thời Đức Vua Trần Nhân Tông cách 700 năm, làm sao có điện? Chứng minh bằng khoa học là điện nè, rồi cõi vô hình nè, rồi kêu bằng phản ứng hóa học nè. Thời Trần Nhân Tông đâu có cái này, thì là không dạy được. Vì thế mà kể cả ông Thích Ca còn không dạy cái này được, thì làm sao Trần Nhân Tông dạy được? Bây giờ khoa học vật lý nó đã lên cao rồi đó, mà còn không được. Mà chỉ chiếm có truyền thiền mà chỉ được có 5% thôi. Con suy nghĩ thì thời đồ đồng làm sao mà phổ biến cái này ra được. Vì thế Đức Vua Trần Nhân Tông đã thí nghiệm rồi. Ông ở kinh thành Hà Nội, ông đến nhiều cái chùa, ông nói mà các chịu không nổi. Ông chửi ông đó. Vua đó, vua còn bị chửi á. Thế mà người dân thường là chắc có lẽ là tiêu mất luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu 18. Thưa bác, có người tu, có thầy tu được hiển linh mà thì khi mà họ đạt được cái hiển linh đó, thì cái hiển linh đó là gì thưa bác? Ở thế giới này đó, bởi vậy con phải tính cái này nè, người thần, thánh tiên, ngạ quỷ thì chuyên môn làm hiển linh đó. Thần thì lo làm sức mạnh để bảo vệ gia đình và tổ quốc. Thánh cuộc đời thánh thiện nhân nghĩa, tiên nhàn hạ, rồi ngạ quỷ bài đủ thứ hết, từ cúng này cúng kia, linh thiêng quyền bí đó. Rồi hỏi chứ bây giờ làm sao đây? Thì thế giới này là thế giới của âm, vì thế mà ta nói là thế giới âm dương. Dương thì không bao nhiêu mà âm nó nhiều. Vì thế mà các đạo mà lập ra để thoát ra cái âm này không ra được, không cách nào thoát ra được hết. Thấy không? Mà chỉ trừ trường hợp những người mà người ta đã có công đức sẵn ngày xưa đó, vô tình người ta tạo công đức ngày xưa thì bây giờ nghe cái này ta mới thích thôi, thế là mới được. Còn nếu mà không có thì không được. Vì thế nó khó là khó ở chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác, con đã hết câu hỏi. Rồi, cảm ơn con đã hỏi. Kính thưa chú Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, cháu tên là Lê Thị Dung, cư ngụ tại quận 6. Theo cháu được biết, hôm nay có buổi giải đáp đặc biệt về chùa Thiền Tông Tân Diệu và pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam mà chùa đang phổ biến. Chú cho cháu xin hỏi 21 câu hỏi. Câu thứ nhất, thưa chú, hôm nay cháu thấy trên chánh điện của chùa Thiền Tông Tân Diệu có đề bảng cuộc giải đáp Thiền Tông vô tiền khoáng hậu từ khi Đức Phật Thích Ca thành lập đạo đến nay.
Cháu nghe lạ quá, xin chú giải thích ý nghĩa của bảng chữ này ạ. Đạo Phật lập ra nay là 2564 năm. Mà những cái gì mà Đức Phật dạy hoàn toàn chưa nói ra. Mà bây giờ đó, thì cái chu kỳ của nó sắp xong về cái pháp môn Thiền Tông đó. Vì thế mà hôm nay chùa Thiền Tông Tân Diệu mới tổ chức một cuộc giải đáp, đề nghị tất cả các thành viên thắc mắc về Thiền Tông thì nên hỏi chiều sâu về của Đạo Phật, thì bác sẽ trả lời cho. Đây là có thể là một cái bài giải đáp mấy ngàn năm sau từ khi Đức Phật trở về Phật giới hôm nay mới được phơi bày ra. Thì thôi thì mời cháu hỏi. Cháu xin hỏi câu hỏi thứ hai. Thưa chú, hôm nay cháu thấy chú mặc đạo phục Thiền Tông sư rất lạ, vì sao lại là màu cam, dây phái màu trắng? Xin chú giải thích giúp con về nguồn gốc của trang phục này. Ai phong cho chú là Thiền Tông sư, thưa chú? Cái đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam này nó có bốn cái phẩm cấp. Phẩm cấp thứ nhất là Phật tử Thiền Tông, là con người biết cơ bản về đạo Phật Thiền Tông thì được cấp giấy chứng nhận là Phật tử Thiền Tông. Phẩm cấp thứ hai là Phật gia Thiền Tông, những người hiểu sâu về đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông, có làm thơ hoặc kệ lưu xuất ra và được truyền thiền đàng hoàng thì được danh là Phật gia Thiền Tông. Đó là phẩm cấp thứ hai. Còn phẩm cấp thứ ba là Thiền Tông gia, chọn những người trong Phật gia Thiền Tông, những người nào ưu nhất ấy, để mà đưa vào trong cái điều hành của cái đạo Phật Thiền Tông thì nó gọi là Thiền Tông gia. Đó, đây là cái phẩm cấp thứ ba của cái đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Còn cái phẩm cấp thứ tư này nè, dành riêng cho người mà được nối tiếp dòng Thiền Tông. Chú được Thiền Tư Sư Ni Đức Thảo và Thiền Sư Thích Đức Hà phong bắt ngày 15 tháng 10, 1958, tức này trên 60 năm, để có cái nhiệm vụ là phổ biến pháp môn Thiền Tông ra ở tại nước Việt Nam. Vì hôm nay là cái đến cái thời kỳ nó cũng muốn sắp cuối về cái vấn đề cái đạo Phật Thiền Tông, vì thế mà chú phải mặc cái bộ cái đạo phục này để mà trình diện cho các cháu biết là đạo Phật thì nó có cái bốn Thiền Tông, đạo Phật Thiền Tông là nó bốn phẩm cấp như vậy: Phật tử Thiền Tông, Phật gia Thiền Tông, Thiền Tông gia và Thiền Tông sư. Nhớ là Thiền Tông sư chứ không phải là tổ sư thiền nha. Thiền Tông sư là cái người này được nối tiếp dòng Thiền Tông chính thống. Chính thống bằng một cái quyển kinh vô tự. Nối tiếp dòng Thiền Tông phải có một cái quyển kinh vô tự thì mới đủ tư cách là nối tiếp dòng Thiền Tông được. Như thế này mà chú mặc cái áo này để trình diện cho các cháu biết thì cũng lúc là cái Thiền Tông nó bắt đầu nó chuẩn bị là đi vào hoàn tất cái công việc của nó. Nhưng mà hoàn tất thế nào thì thời gian sẽ trả lời chứ không nói trước được. Vì thế mà hôm nay bác phải mặc cái đạo phục Thiền Tông này ra để mà trình diện lại với các thính giả xem đài, xem tivi. Thì cái đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông nó có bốn cái phẩm cấp như vừa rồi: Phật tử Thiền Tông, Phật gia Thiền Tông, Thiền Tông gia và Thiền Tông sư. Đó, bởi vì thì cũng vừa rồi cảm ơn nhân dân làm chủ, cũng không biết sưu tầm ở đâu mà biết được sáu cái pháp môn tu của Đức Phật, trong đó có cái pháp môn Thiền Tông. Không biết nhân dân làm chủ sưu tầm ở đâu. Có thể là ông Thích Ca Điện Khải chăng? Điện Khải thì biết không? Chứ chú chờ tầng chưa, chú chưa nói cái này. Thì chắc có lẽ là trong số anh em nhân dân làm chủ nói chuyện được gì ông Thích Ca rồi. Thành nữa mà biết được sáu pháp môn tu của đạo Phật. Mà trong khi đã cả một cái hệ thống đạo Phật thế giới không ai biết.
phẩm mà đó. Nhóm nhân dân làm chủ quốc gia này đạo người ta biết thì là đắc tài, có thể là liên lạc được với ông Phật. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu thứ tư. Theo như cháu được biết thì ngày xưa, tính từ trước ngày giải phóng, chùa này có bảng hiệu là chùa Tân Diệu, Thiền Tông Việt Nam phải không ạ? À? Bây giờ cái câu chuyện này thì nó hơi dài dòng. Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo đó, nhận được cái pháp môn Thiền Tông này là ngày 15 tháng 1 1950. Thì Thiền Tông Sư mới nói một cái câu này nè, hồi đó lúc đó bác mới có 12 tuổi thôi. Nó bàn thì bác nghe. Cái Thiền Tông bây giờ nó đã đến chính thức đến đất rồng. Tất nhiên là đến đời mạt pháp, chuẩn bị qua mạt thượng pháp, nó sẽ ra cái này. Mà bây giờ nếu mà nói ra thì không ai hiểu. Vì thế mà Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo mới vẽ cái tấm bản là chùa Tân Diệu Thiền Tông Việt Nam. Mới đi chụp cái này nè, đem các chùa ở Sài Gòn á phát. Nó ở chỗ đó nó có cái đạo Phật Thiền Tông nó ra đời đó, thì mấy vị đến xem. Đó thì tất cả những vị thầy rất đông người ta đến để người ta xem cái này, rồi người ta được chép trong cái quyển Huyền Ký á. Quyển Huyền Ký là lúc đó là công khai rồi, không có giấu. Đó thì cái nguồn gốc này vì thế mà sau đó trong vòng một năm nửa năm thì cái Thiền Tông này nó phát ở trên Sài Gòn á, thành phố Sài Gòn rất đông người ta hiểu về cái này. Nhưng mà có một điều là người ta không hiểu tu Thiền Tông là tu cái gì. Vì thế mà ông thầy nào cũng về bắt cầu thiền hết, nó sai rồi đó. Vì thế mà Thiền Tông nó phát ra từ 1951 52 trở đi, tới 54 là chia đầu đất nước thì cái này nó tạm thời nó mất đi. 1954 chia đầu đất nước thì nó mất, khúc đó nó mất rồi. Rồi nó phải trở lại, vì Đức Phật ổng nói là phải 500 năm sau cùng, có nghĩa là cái 2560 mấy năm sau phải công bố này ra. Thì bác có cái bổn phận là Thiền Tông Thư giao cho bác là năm bác 20 tuổi thì bác mới viết cái sách. Mới viết từ từ để mà phổ biến cái này là phải viết từ từ chứ không viết đầu tư mà vô thẳng chịu không nổi đâu, không ai chịu nổi nữa. Đó mà 2006 tới nay không biết là gần 20 năm rồi đó. Mà cái pháp môn này được công bố nay 5 năm rồi. Vì thế mà cái bởi ban đầu cái Thiền Tông nó phát hiện ra là người ta ở báo Sài Gòn đăng đó, là 1951 bắt đầu báo Sài Gòn, tức là trong đó có cái tờ báo Sài Gòn mới nè, tờ báo trắng đen nè, tờ báo bút thép nè, nó rất nhiều tờ báo đăng cái vấn đề mà những cái câu thơ câu kệ của cái Thiền Tông này, nó xuất phát từ đó. Thì Thiền Tông nó đến chính thức nước Việt Nam là 1950, ngày 15 tháng 1 1950. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ năm. Mục đích tối thượng để Thiền Sư Ni Đức Thảo xây dựng lên ngôi chùa mang tên Tân Diệu này là gì, thưa chú? Nói đúng ra không phải mục đích tối thượng mà mục đích sau cùng. Là Đức Phật dạy Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo phải công bố cái pháp môn thứ sáu ra. Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo có bổn phận là công bố pháp môn thứ sáu này. Nhưng mà lúc đó thì bà nhận cái pháp môn này 39 tuổi, thành ra không thể công bố được. Vì thế mà phải chuyển lại cho bác. Lúc đó bác 20 tuổi, thì bà bảo dặn con là 60 năm sau con phải công bố ra. Thì bác có nhiệm vụ là 60 năm sau phải công bố. Vì thế mà công bố là ngày 14 tháng 5 2017, tới bên nay là còn mấy bữa nữa thì đủ 5 năm. Đó, nhiệm vụ cao cả của chùa Thiền Tông Tân Diệu là phải được công bố pháp môn thứ sáu của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông cho người Việt Nam biết, rồi từ người Việt Nam mới lan tỏa đi khắp thế giới. Đó, nhiệm vụ của Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ sáu. Chùa Thiền Tông Tân Diệu đây có mang sứ mạng gì để phổ biến đạo Phật mà mang danh là Thiền Tông Việt Nam, thưa chú? Cái
Cái này nó cái trong cái lịch sử có ghi thế này, ông Phật Thích Ca đó, pháp môn Thiền Tông này sẽ được công bố ra đời, Mạt Thượng Pháp công bố ra tại nước Vô Cấu. Nước Vô Cấu là nước không có tranh giành quyền lực á. Nước Vô là ở phương Nam. Thì mới biết ra là đã cái nước Việt Nam hiện giờ người là cái đảng Cộng sản cai trị, và cai trị mà phân quyền, chứ không phải là tranh, không phải là bỏ phiếu tranh giành quyền lực như các nước tư bản. Vì thế mà cái nhiệm vụ của cái Thiền Tông ra đây, vì nếu mà một nước khác đó, thì cái Thiền Tông này không công bố ra được, nước tư bản không được, nước quân chủ không được, mà do cái nước Việt Nam không biết Bác Hồ tính sao mà là cho nhân dân làm chủ á. Vì thế mà nhân dân mới được quyền làm cái chuyện này. Thấy không? Đó là cái nhiệm vụ, cái sứ mạng đó. Cái đó là do ông Phật Thích Ca ông tính. Mà trong kinh đã nói rõ ràng chứ không phải ấy. Vì thế mà trong kinh Kim Cang có nói là 500 năm sau cùng đời Mạt Pháp thì Thiền Tông phải được công bố ra để chuẩn hóa đạo Phật lại. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khi nào người nữ ở đất rồng mà nhận được cái này phải công bố ra để nó đi loan tỏa khắp năm châu. Đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó rõ ràng. Rồi trong kinh Diệu Pháp có khẳng định một kia là một câu là gọi là tùng địa dũng xuất. Một nơi có hai nơi phổ biến cái Thiền Tông này. Đó là Trần Nhân Tông đó. Là một, thứ hai là Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo ở chùa Tân Diệu Long An. Mà trong lịch sử, trong cái bài, những cái bài kinh đó, nó viết ẩn ý rõ ràng. Khi mình giải mã ra nó rõ như ban ngày. Còn chú thì nói đúng là có cái nhiệm vụ thì Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo bảo chú phải làm như thế nào mới vẽ cái chương trình. Rồi bắt cái coi theo chương trình để bắt làm. Bắt đi làm chứ bắt không có quan tâm gì cái Thiền Tông nữa. Nha. Hằng ngày làm, khi nào rảnh thì tới đâu tự nhiên muốn sách, viết sách thì cứ ngồi viết xong rồi đi bán. Bán cái số tiền này nè, nó đỡ cái sách này bán có rất lời. Vì thế mà mới đem về cái chùa, tu bổ cái chùa được. Sự thật cái tiền mà cho về Thiền Tông bác hoàn toàn có không có lấy. Bởi vì bác đã hành nghề chữa răng thì dư sức ăn rồi, thấy không? Không cần cái này. Nhưng mà cái này là vợ Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo bảo bác làm thì bác phải làm một cách trung thực. Đó. Mà bây giờ nó thiệt con á, bác này lớn rồi bác cũng phải muốn để là cái chùa Tân Diệu này là cho thế hệ sau. Sống ở đây không cần bỏ tiền vô mà cái quê lợi cái chùa nó đã có. Bác tính hết rồi đó. Mà hiện giờ nó đã hình thành rồi. Một tháng, một năm cái chùa Tân Diệu giờ thu trên 200 triệu. Mà sử dụng rồi chưa hết đâu. Chưa hết cái số tiền này. Nhưng mà bác con sẽ tính những cái kế hoạch nữa. Một hai năm nữa cho nó tròn vẹn để bác... Bác đi, bác mới đi đâu ấy. Tới đó sẽ tính sao. Chừng nào đi rồi bác la rồi bác báo cáo rồi là tao đi đâu đó đấy. Thấy không? Rồi con hỏi tế vị. Dạ, con cảm ơn chú. Con xin hỏi câu thứ 7. Qua tìm hiểu và nghiên cứu của cháu về Đạo Phật, thì cháu được biết chùa Thiền Tông Tân Diệu đây đã tổ chức những buổi giải đáp để chuẩn hóa lại Đạo Phật. Có phải vậy không ạ? Cái chuẩn hóa đó thì nói đúng là không phải chùa Thiền Tông chuẩn hóa Đạo Phật, không phải vậy. Mà bác nhớ là mấy năm trước, 4 năm về trước, có một cuộc họp ở tỉnh Long An, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có tiến sĩ Phật học Thích Lệ Duyên. Ông mới đặt một câu hỏi hỏi chú như thế này nè. Cái Đạo Phật nó sai chỗ nào mà ông đòi chuẩn hóa Đạo Phật lại? Tôi mới trả lời trong cái cuộc hội á, tôi không phải là chuẩn hóa Đạo Phật, mà đó, cái đạo Thiền Tông này nè, tôi xin phép nhà nước và giáo hội cho công bố ra, anh em ta theo tu sai nhiều quá, tôi phải chuẩn hóa cái Thiền Tông lại, chứ không phải chuẩn hóa Đạo Phật. Nhưng mà sự thật á, bác đang nắm giữ cây quyển giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam này. Khi nào cái quyển này được xuất bản thì người nào coi cái này mới hiểu được cái tổ chức của cái Đạo Phật và tu của Đạo Phật. Người nào tu sai thì tự người ta chuẩn hóa lại.
chứ không phải là chùa Tân Diệu chuẩn quá lại hoặc là bác chuẩn quá lại, không phải vậy. Mà ai coi quyển giáo lý này thấy sai tự động chuẩn quá lại, nó có cái gốc rích vậy, thấy không? Nó có cái nhiệm vụ vậy. Mà cái này là do ông Phật truyền đi theo Thiền Tông rồi ông dặn vậy trong kinh sách Tàng Hoàng, mình cái căn cứ vào đó mình làm thôi, chứ sự thật con mình cũng không làm gì hơn đâu, thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Tiếp theo câu số 8. Đạo Phật có những sai lệch gì mà phải chuẩn hóa lại thưa chú? Bây giờ đó, trong ông Phật ông nói thế này, tới đời mạt thượng pháp đó, người ta tu, ta không còn tu theo đạo Phật nữa mà ta tu theo đạo Phật để người ta kiếm tiền. Vì thế Đức Phật bảo rồi, cho công bố cái giáo lý ra đi để rồi người ta hiểu. Ai muốn tu tiền thì tu, ai muốn tu giải thoát thì tu, chứ không phải ông hầu không cấm. Bởi vì ông Phật nói là cái thế giới này là thế giới tiền bạc, không thể từ bỏ được. Vì thế mà người nào muốn giác ngộ giải thoát thì coi theo cái công thức này mà giải thoát nè. Còn người nào muốn tu theo tiền á thì coi theo công thức này mà tu. À, muốn hành nghề mà. Vì thế mà trong đạo Phật nó có cái gọi là cái tu giải thoát và tu nghề. Tất cả nào tu mà để tìm ra tiền gọi là tu nghề. Còn những người nào tu giác ngộ giải thoát thì mới gọi là tu đúng theo đạo Phật. Thấy không? Vì thế mà mình không khéo nói cái này thì mấy ông thầy chửi chú á. Bởi vậy là tu đã ly ra các ái khinh thân, bỏ nhà bỏ cửa mà đi vô cái chùa thanh tịnh mà đi vô hành nghề nữa thì nó sai. Vì ông Phật muốn chuẩn lại vậy thôi. Chứ sự thật ông cũng biết thế giới vật chất này khó chuẩn lắm. Không? Chính Đức Phật ngày xưa mà nói cái chuyện này đó, nó còn chửi Đức Phật đó, thì làm sao? Đó, vì thế mà bây giờ mà có công bố cái này ra thì nó cũng khó. Mà vì thế mà biết là nó có chửi bác thì chửi thôi, kệ bác cũng biết gì ta, đã mang cái nghiệp này là phải chịu thôi. Nhận được cái chuyện này rồi bây giờ người ta chửi là đúng rồi. Người ta đang làm ăn mà phổ biến này ra là phá, người ta chửi là đúng rồi, đâu có gì đâu khó. Thấy không? Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi câu thứ 10. Cháu cũng nghe được có vị tiến sĩ Phật học chê là trình độ hiểu biết của chú chưa đầy lá mít. Tại sao chú lại dám đòi công khai tranh luận về Phật học với các vị có học Phật học nguyên tham ạ? Cái phần này á, thì không phải bác đòi công khai tranh luận, mà bác có nói thế này nè. Tôi á, thì mấy ông chê tôi là học chưa đầy lá mít, ít thương lá me. Chứ sự thật tôi đã học có 24 chữ cái thôi. Trước sau tôi nhậu có 24 chữ cái thôi, tôi học được thuộc có 24 chữ thôi chứ không hề. Nhưng mà có một điều đó là tôi nắm được cái quyển giáo lý này nè, tôi mới viết ra những quyển sách. Ai thắc mắc gì thì lại kêu bằng vấn đáp á, tôi sẽ trả lời cho. Nếu mà tôi trả lời không thông, dẹp. Nhưng mà từ đó giờ không ai vấn đáp. Chứ không phải là kêu bằng tôi không thách thức, hoặc là tôi không có nói gì hết. Mà tôi nói ai mà nói gì, tôi nói sai gì cái Thiền Tông này thì tổ chức cả chùa tôi bao hết, xe cộ từ Sài Gòn lên trên chùa rồi trở về, ăn uống tôi lo hết. Đó, tôi có nói vậy chứ không phải là thách thức mấy ổng. Mà ai thắc mắc thì hỏi tôi, phải có một cuộc cái là đối đáp đàng hoàng, nhưng mà phải có người trí thức hiểu, thấy không? Chứ không phải là hai người thì không được, phải có nhiều người hỏi thì mới được. Đó, rồi thôi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu số 11. Các vị có chức sắc trong giáo hội muốn ngăn cản không cho chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến Thiền Tông, cũng như ngăn cấm nhà xuất bản không được cấp phép xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam mà chùa Tân Diệu đang nắm giữ, tại sao lại cấm đoán như vậy thưa chú? Thế giới vật chất này, cái gì mà sự thật là không thể người ta chấp nhận được. Là hiện giờ thế gian này người ta làm việc là để người ta lừa nhau, để người ta kiếm tiền. Mà giờ cái giáo lý này nó ra nói bằng sự thật thì không thể được. Vì thế mà giáo hội có cấm thì cũng đúng luật chứ không phải không đâu. Nhưng mà còn cái chuyện bây giờ cấm
được thời gian bao nhiêu thì do ông Phật Thích Ca quyết định. Là vì ông đã truyền đi theo dòng Thiền Tông, ông có bổn phận, có công bố được là không cho ông á. Tôi chỉ là con người cầm cái quyển này đi tới nhà xuất bản, xin xuất bản thôi. Bây giờ nhà xuất bản không cho, thì tôi đem về, có vậy thôi. Được là không là do ông. Tôi chỉ là người kia mà, nói đúng là giống người ta sai vậy, đúng, bảo đâu làm đó, thấy không? Thành ra đây là thế giới vật chất mà, thế giới tiền bạc mà đưa ra cái này. Giờ con suy nghĩ, ta nói trắng bằng sự thật nè, nói hai cái câu này nè. Trái đất này là ngũ thuốc cập cư, cúng ai? Nói nhiêu đó cũng chết rồi. Tam giới này nó quay để tạo thành luân hồi, không có giải thoát được. Nào ở trong này tu cái kiểu gì nó cũng nó nằm ở trong cái lòng á. Muốn thoát phải đi ra ngoài cái quy luật này. Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận nói cái này nè. Mà nói này thì nó xóa hết cái kia, người ta cấm là đúng rồi, không sao. Thì chú cũng thấy là nếu mà giáo lý mà công bố ra thì nó sẽ chuẩn quá là hết. Rồi đâu có bao nhiêu người nữa, thành ra bây giờ cấm là đúng, bác không buồn đâu. Là ông Phật cũng nói mà, ông Phật nói ra cái chuyện này còn bị chửi, ông Trần Nhân Tông nói ra còn bị chửi. Mấy ông tổ nói ra nó giết ổng luôn á. Mà bác cũng không mà, nắm từ 20 tuổi mà tới 80 tuổi mới dám nói ra. Con suy nghĩ đi. Nó phải kiên kỳ lắm á, chứ còn nếu mà nói mà khoảng 70 tuổi chắc cũng chết rồi đó. Chị bác nhớ cái công bố ngài là đúng 80 tuổi mới công bố này ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu số 12. Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam chừng nào mới được công khai công bố ra để mọi người dân được tiếp cận pháp môn này và để mọi người bớt tin lầm, thưa chú? Cái phần này thì cũng không đoán trước được. Mà Đức Phật có nói thế này nè, khi mà cái người Việt Nam á, mà ta cái nhu cầu cần thiết phải cái này thì tự động nó sẽ ra. Vì thế mà cái không đoán ra được là cái quyển giáo lý này ra ngày nào, mà do cái người dân Việt Nam á, nếu mà ta có nhu cầu nhiều thì nhà nước bắt buộc phải cho ra. Thì cái này nó lệ thuộc vào đại chúng, nó không là một cá nhân của cái chùa Tân Diệu được, mà nó là do cái đại chúng. Mà vừa rồi cũng cảm ơn nhân dân làm chủ á, người ta đã trình bày rõ ràng này ra. Thì trong đó tôi nhớ con cái bài gọi là khẩn cầu giáo hội cho xuất bản cái quyển này ra đó, thì có thể là nó thành công được hoặc là không là do cái chỗ này, chứ bây giờ mình không đoán trước được. Là do cái nhu cầu của nhân dân, nhân dân yêu cầu nhà nước sẽ cho. Còn cái chùa Tân Diệu không có tư cách mà yêu cầu cái này được đó. Chùa Tân Diệu có cái bổn phận là giữ cái này và nói cho nhân dân biết rằng chùa nó có cái này thôi. Còn nếu mà nhân dân muốn đọc thì xin nhà nước cho xuất bản. Nhà nước cho thì tôi xuất bản. Nhưng mà cũng nói cho con biết là chú đang dự trù là xuất bản 100.000 quyển. Có số tiền để dư để mà xuất bản cái này. Cho không bán. Là cái tiền này nó nằm ở đâu? Là do cái tiền bán sách dư lại á, để mà xuất bản này. Mười mấy quyển sách kia, 10 quyển sách xuất bản bán, 3 quyển sách cho. Bây giờ quyển giáo lý này xuất bản quyển thứ 4 cũng cho luôn. Là cái tiền mà bắt sách đó, dư lại thì sửa chùa còn dư nhiều đó, thì sẽ xuất bản cái quyển giáo lý này. Đó, mà hiện giờ cái tiền của bác còn ở thì đủ xuất bản 10.000 quyển, cho không. Rồi sau đó sẽ tính nữa. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp câu 13. Vừa rồi cháu được nghe là Thượng tọa Thích Nhật Từ trong một lần giảng pháp đã nói rằng Đạo Phật không có giáo lý. Chú nghĩ như thế nào về lời phát biểu này? Cái này là quyền phát biểu của mỗi người. Vì người ta là người tu hành, người ta có chức sắc cao, mình cũng không góp ý được cái này đâu. Thượng tọa Thích Nhật Từ nói là giáo hội không, Đạo Phật không có giáo lý, thì đây là không biết ổng sưu tầm như thế nào, không biết như thế nào. Chứ nhưng mà nguyên tắc á,
bất cứ cái đạo nào ra đời thì phải có giáo lý, nhà nước mới cho lưu hành được. Đạo Phật có chứ sao không có, tại sao ông nói vậy? Thì cái phần này thì chú không có biết, nhưng mà đó để tụi con dần dần kiểm tra hỏi coi ông tại sao là ông biết cái này, nó không có mà tại sao là cái đạo Phật là hoạt động được. Nguyên tắc đạo hoạt động thì phải có giáo lý, mà tại sao ông nói này? Như vậy là đạo Phật thì sao hoạt động, từ trước giờ hoạt động cái kiểu gì, kiểu gì mà không có giáo lý? Thì hôm nào tụi con rảnh nữa biết biên thơ hỏi ổng chứ tại sao mà vậy, là bao nhiêu năm nay rồi đạo Phật hoạt động như thế nào mà không có giáo lý, mà tại làm sao nhà nước lại cho phép? Có, ông phải coi chừng khéo à. Bây giờ đấy nhà nước đang cái bằng chuẩn hóa là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, làm cái gì phải đầy đủ à, làm gì phải có chứng cứ, có bài bản nào à, từ công ty cho đến tôn giáo làm phải đúng luật, thấy không? Thì để hỏi ông là con xác nhận có đúng vậy không, nếu mà không đúng thì phải xác nhận là nó có thì ông trình cái giáo lý ra, chứ để đạo mà không có giáo lý làm sao tu cái kiểu gì, hướng phương hướng đâu mà tu. Rồi thôi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn chú. Con xin hỏi câu số 14. Thượng tọa Thích Nhật Từ lại nói chỉ có đạo Thiên Chúa mới có giáo lý. Lời phát biểu này có đúng không thưa chú? Nói đúng là đạo Thiên Chúa thì cơ bản của đạo Chúa là có giáo lý. Nếu bởi vậy mà bác từng trả lời thế này nè. Trên tới đất này nếu mà nói về đạo thì đạo Thiên Chúa là có cái căn bản nhất. Không? Đầy đủ hết. Mà nó có cái giáo điều rất hay. Tôn chỉ cương lĩnh giáo điều của đạo Thiên Chúa rất hay. Vì thế mà đạo Chúa nó là ba ngôi là phải ba ngôi, chứ không có nói hai ngôi hay bốn ngôi, không nói sai. Người nào nói sai bị đẩy ra khỏi liền. Tôi nhớ hồi năm rồi có một vị thầy nói Chúa có hai ngôi, bị đuổi ra đó. Chúa phải ba ngôi. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, ba ngôi đàng hoàng. Thấy không? Bởi vì người ta có cái giáo lý thì rất chuẩn, cái đạo Thiên Chúa tu rất chuẩn, không có sai chỗ nào hết rồi. Thôi bây giờ mà ông Thích Nhật Từ nói về cái đạo Phật không có giáo lý thì đây là cái vấn đề sơ sót nhiều quá. Thì Phật giáo cũng nên kiểm tra lại, nên đưa cái giáo lý ra để mà cho các chùa người ta thi hành, để rồi nó để mang cái tiếng là cái chùa tu không có giáo lý. Tu giáo lý là tu không đúng cái luật của nó. Thấy không? Rồi, cho hỏi câu hỏi khác đi. Con xin hỏi câu số 15. Trong sách xưa có câu: chín người cột trói con sư tử mới mở được dây trói con sư tử. Thưa chú, câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Bây giờ câu này ngày xưa đó thì có hai anh chàng anh nói chuyện với nhau, thì anh mới đố hỏi chứ anh làm sao mở được con sư tử này, này? Nó đang hung dữ, nó gầm thét đó. Thì anh kia anh trả lời: chỉ có cái người mà cột con sư tử lại, anh này được quyền mở ra. Hàm ý rằng Thiền Tông mà cấm không cho ra đời thì chỉ cái ông cấm này nè, xả ra thì cái Thiền Tông mới lưu hành được. Nó thiệt đó. Đây là cái hàm ý. Trong kinh đã nói cái Thiền Tông ra đời không cách nào ra được, bị cấm. Mà giờ muốn không cấm thì cái ông cấm đó tự động ông phải cho phép. Là cái ý này. Cái câu này ngụ ngôn, tuy là ngụ ngôn bên ngoài đời, chứ sự thật là trong cái đạo Phật rất nhiều về cái ví dụ của cái những cái văn học Việt Nam, hoàn toàn nó nói về cái trong đạo Phật rất nhiều ở đạo Phật thời này. Vì thế mà bây giờ nếu mà trường hợp mà Thiền Tông không cấm thì chính cái ông cấm đó tự ông phải mở ra. Mà giờ ai cấm ra sao chưa có biết, nhưng mà nghe nói Nhân Dân Làm Chủ vừa rồi nói giáo hội cấm á, mà không biết phải không, chú thì không biết, chú cũng làm biếng lên mạng lắm, chú không nghe mà nghe người ta nói thôi. Nghe Nhân Dân nói là chính giáo hội cấm cái Thiền Tông này thì giáo hội phải mở ra cái này để tụi con về hỏi coi có đúng không. Hỏi Nhân Dân lấy tin tức từ đâu mà lại biết giáo hội cấm cái Thiền Tông này, thấy không?
Giờ hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp câu 16. Chùa Thiền Tông Tân Diệu chuẩn hóa lại những sai phạm mà bấy lâu nay các chùa trên toàn quốc đã làm ô uế đạo Phật, làm ô danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tại sao các vị có chức sắc trong giáo hội lại không ủng hộ việc làm này mà lại chống đối, thưa chú? Bây giờ cái thế gian này, cái thế giới vật chất mà, cái Thiền Tông ra đời nói sự thật thì sự thật mất lòng. Bây giờ con suy nghĩ thế gian này người ta đang làm một cái chuyện mà mờ ám, mà giờ con nói sự thật rồi ai làm nữa, thì người ta chống đối là chuyện đó rất đúng. Đây là thế thường của thế gian này thôi, cái đó mình cũng không tránh, mình không có trách được. Đây là nguyên tắc này. Ông Phật nói ra, ông nói là tuy là nói tới đời văn minh rồi, nhưng mà cái Thiền Tông này cũng khó lắm. Thế gian này người ta tu để ta kiếm tiền, vì thế mà trong đầu Phật nó có mấy cái câu thế này: Thánh Tăng là vị đó là được kiến tánh mười luật Thánh Tăng, còn tu mà ham tiền ham bạc gọi là phàm phu tăng. Đó, nhớ không? Nó có rõ ràng nó chia. Thì ông Phật nói vậy, ai muốn phàm phu thì tu ham tiền, ai muốn tu thành thánh tăng thì tu để kiến tánh. Nó đơn giản vậy thôi. Thì ông Phật nói rõ ràng bây giờ. Mà người ta tu, người ta ham tiền thì bây giờ làm sao mà cấm người ta được? Thế giới này không có tiền không sống được. Thấy không? Mà ngày xưa đó, ông Phật ông tu ông ra gốc cây ngồi, giờ có ai đi ra gốc cây ngồi không? Giờ tu phải ở trong cái chùa to không à? Chùa to phải có tiền mới tụng mới quản lý được. Nó kẹt cái đó thì mình cũng phải. Thì ông Phật có nói là ai muốn tu thành thánh tăng thì tu để ráng kiến tánh. Thấy không? Ai muốn tu phàm phu tăng tu kiếm tiền, ai muốn tu gì tu. Vì thế mà 1.000 người thì có mấy người về thôi, còn bao nhiêu họ không muốn về, họ lại kiếm tiền. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu số 17. Thượng tọa Thích Nhật Từ nói đạo Phật không có giáo lý. Vậy từ trước đến giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam dạy cho người dân tu cái gì? Có dạy cho mọi người biết đường giải thoát hay chỉ dạy cho mọi người cầu sinh lại lục? Bây giờ câu hỏi này và cháu hỏi vậy thì nó cũng cái câu hỏi rất hay. Nhưng mà câu hỏi này cháu phải hỏi giáo hội. Ông Thích Nhật Từ cũng nói vậy đó. Giáo hội tu mấy năm nay không có giáo lý, mấy chục năm nay không có giáo lý, có đúng không? Tôi phải đặt câu hỏi lại giáo hội. Ủa, nguyên tắc công ty mở ra thì anh cũng phải có cái chương trình. Đạo Phật mở ra tu cũng phải có cái chương trình, là cái giáo lý, cái đường đi của người ta. Vậy chứ giáo hội tu mấy chục năm nay là tu cái gì? Mà ông Thích Nhật Từ cũng nói thì tụi tôi có bổn phận phải hỏi mấy ông thôi, chứ thì thật là cái chuyện có không có thì không quan tâm gì đến tụi tôi. Nhưng mà thì để dân dân người ta biết rằng nếu mà tu mà không có giáo lý này thì không đúng luật. Mình chỉ nói vậy đi, mình chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ còn con hỏi chú thì chú làm sao chú biết ha? Thì chú đâu phải là, chú là chỉ là một người dân thôi, chú đâu phải trong ban gia trị sự giáo hội đâu. Rồi chú biết hay là con hỏi hôm nào có gửi mail á, trong gia đình cha cháu mà có người nào giỏi mail tìm cái của giáo hội á, hỏi chứ bây giờ ông Thích Nhật Từ cũng nói là giờ kêu bằng giáo hội tu không có đúng không, để xác nhận cho biết. Còn nếu mà trường hợp mà muốn không có giáo lý thì lại moi ra lấy ra, thiếu gì tiến sĩ người ta viết ra dễ ợt thôi. Bao nhiêu tiến sĩ viết ra dễ ợt thôi, còn ấy thì thuê. Giờ tôi biết có người viết ra đó, tôi có biết người viết giáo lý, nếu chịu tôi làm mai cho tôi viết giáo lý cho rẻ tiền lắm, chừng vài triệu à, vài triệu nguyễn thôi mà trả tiền Mỹ á, chứ tiền Việt Nam ổng không xài. Ông này cỏ trên ổng xài tiền Mỹ không à. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ 18. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã đến Yên Tử viếng nơi thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhân dịp này, tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh, người sáng lập và lãnh đạo thiền phái Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam, hiện thân của sự kết hợp giữa đạo và đời. Đức Vua Trần Nhân Tông đề ra các chính sách an dân, mở mang đất nước, chiêu dụ nhân tài, phát triển văn hóa. Trong xử thế thì nghiêm khắc với những việc làm sai trái của vua quan, kể cả với con mình, nhưng cũng khoan thứ cho người có lỗi đã biết hối cải, xóa bỏ mọi tị hiềm, tập hợp mọi người. Với nước ngoài thì thực hiện chính sách giao hảo, hòa hiếu lân bang nhằm giữ nền hòa bình lâu dài cho xã tắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những tư tưởng vì nước, vì dân của Phật Hoàng Trần Nhân Tông luôn là bài học còn nguyên giá trị để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước xứng đáng với tiền nhân, cha ông chúng ta. Chứng tỏ Đảng và Nhà nước muốn nhân dân học tập và làm theo gương vua Trần Nhân Tông. Vị vua này tu theo pháp môn Thiền Tông. Chùa Thiền Tông Tân Diệu thuộc tỉnh Long An đang phổ biến pháp môn Thiền Tông mà Phật Hoàng đã tu. Vậy tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm đoán chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến pháp môn Thiền Tông này, thưa chú? Bây giờ cái câu chuyện đó thì không biết là giáo hội có cấm hay không. Nhưng mà vừa rồi vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng lên cái giếng Yên Tử là cái nôi Thiền Tông của Việt Nam. Thì ông cũng rất khen, và các vị giáo hội của tỉnh Quảng Ninh đó cũng giới thiệu về cái thành quả tu của cái Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì vị Tổng Bí thư thì cũng rất vui. Còn cũng nói cho con biết là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này, những cái tài liệu gì mà của chùa Thiền Tông Tân Diệu này là do Phật Hoàng Trần Nhân Tông âm thầm truyền đi, truyền cho đến cái chùa Tân Diệu này, do Thiền Tông Sư Thích Đức Hà đích thân mang đến. À, còn cái chuyện mà nhà nước, giáo hội cấm á, thì không biết như thế nào. Nhưng mà thôi, cái này để thời gian sao coi sao. Thì cũng mong rằng ông Tổng Bí Thư mà đến đó, ông hiểu thì đương nhiên là ông hiểu. Nếu mà Tổng Bí Thư hiểu được cái cốt tủy của Thiền Tông thì Đảng Cộng sản sẽ cho cái pháp môn Thiền Tông này lưu hành. Thì cũng mong nó vậy. Thì thôi, bây giờ một vị lãnh đạo quốc gia mà đến một cái nơi, nơi mà Phật Hoàng xưa đã lưu lại cái dấu vết của Thiền Tông này là rất đáng quý. Thì cũng mong rằng cái Thiền Tông này sẽ được lưu hành ở Việt Nam trong ngày gần đây. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 19. Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến pháp môn Thiền Tông mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng tu. Vậy tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa được Đảng và Nhà nước công nhận và cho chùa thành lập đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thưa chú? Thế cái này là về cái kỹ thuật á. Ví dụ mấy tháng trước bác có làm mấy đơn xin ra Bộ Nội vụ rồi. Bộ Nội vụ bác phải làm cái bản tường trình về cái này. Thì bác cũng đã làm xong. Trình bày có cái ban bệ ban quản trị đàng hoàng. Thì dù muốn không cái chuyện gì người xét thì người ta không phải xét một hai ngày đâu. Thì đương nhiên người ta biết rồi, người ta đi lấy thu thập tin tức, thấy được thì ấy, thì cái này thì cũng không gấp đâu. Thì chuyện nào Đảng Nhà nước cho thì mình lưu hành thôi, không có thì biết đúng là bây giờ cũng Nhà nước cũng không có cấm. Bây giờ thì cứ sinh hoạt bình thường, nhưng mà phải đăng ký với địa phương thôi. Rồi chừng nào mà cho ra cái đạo thì sẽ tính sao. Chứ từ khi mà công bố tới giờ thì vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Nhưng mà nay thì bị Covid thì nó gián đoạn gần 2 năm. Thì cũng không sao. Thì hôm nay thì cũng lẻ tẻ có mấy người đi về chùa hỏi thì trả lời vậy thôi. Thấy không? Rồi thôi con hỏi câu khác đi. Con xin hỏi tiếp câu 20. Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin phép xuất bản quyển giáo lý đạo Phật từ lâu, nhưng bị giáo hội cấm xuất bản. Còn Thượng tọa Thích Nhật Từ lại công bố rằng đạo Phật không có giáo lý, chỉ có đạo Thiên Chúa mới có giáo lý. Như vậy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có làm bẻ mặt đạo Phật trước các đạo giáo khác hay không? Cái phần này á, thì mình cũng không, bác thì cũng không có xen vô được cái chuyện này. Đây là
Thượng tọa Thích Nhật Từ là thành viên của giáo hội. Là giữa thành viên thì giải quyết với nhau, mình nghe vậy hay vậy thôi, chứ cũng nói là ai đúng ai sai, mà không nói là Thích Nhật Từ bẻ mặt của hiệu giáo hội được. Cái này là do nội bộ người ta sẽ giải quyết. Thấy không? Thì thôi giờ mình chỉ biết á, thiền chùa Tân Diệu phổ biến thiền tông, nhà nước đang cho chứ không phải không. Nhưng mà về kỹ thuật mà muốn ra một cái đạo thì nó đang còn đang nhà nước còn đang cứu xét thôi, chứ không phải là cho hay là không thì để thời gian tới. Nếu mà không cho thì cũng là cho sinh hoạt theo kiểu tôn giáo, cái đạo giáo bình thường thôi. Còn ra cái đạo giáo nó khác, ra đạo giáo thì nó phải đầy đủ ban bệ hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt mình có cái thuận lợi là vậy này. Tất cả các đạo nó không có cái giáo lý, nhưng mà đặc biệt cái đạo Phật khoa học thực lý thiền tông Việt Nam nó có cái giáo lý này. Thì cái đây là cái thuận tiện về pháp lý đã đầy đủ tất cả gì đạo chùa thiền tông dạy thì nó có giáo lý, giáo luật, giáo lễ, giáo kinh, giáo điều, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, nó có đầy đủ cái ban có cái thành phần này để mà thành lập cái đạo. Thì thôi bây giờ trong thời gian còn bệnh Covid đó, thì thôi từ từ chừng nào nhà nước cho ra thì ra, còn bây giờ thì mình cứ sinh hoạt bình thường thôi. Có ai hỏi thì bác về chùa bác trả lời, không hỏi thì thôi bác không có về, có vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 21. Nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được phép xuất bản ra, cháu xin đề nghị chùa Thiền Tông Tân Diệu nên tặng cho người nhận đầu tiên quyển giáo lý này phải là Thượng tọa Thích Nhật Từ. Ý của chú như thế nào? Cháu có ý và cũng rất hay. Nhưng mà cái quyển giáo lý này nè, không có tặng người nào trước, người nào sau. Khi công bố ra rồi để ở chùa, ai tới mà trước mắt là phải tặng cho những người tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông. Người ngoài không có tặng. Mọi người muốn tặng thì phải coi dò coi cẳng như thế nào, chứ mua đem về nó đốt nó dục á, nó mạo mà khổ nữa thôi. Còn Thượng tọa Thích Nhật Từ thì không được, là vì ổng không hiểu cái thiền tông mà đưa ổng lộn xé hay sao. Thấy không? Thì cái lời của cháu đề nghị thì cũng hợp lý, nhưng mà gì không hợp tình, hợp lý không hợp tình. Thiền tông ra đời ai tặng mà tặng đặc biệt cho người nào mà có giấy gì chứng nhận về thiền tông sẽ được lấy cái này, còn không cũng không cho không được, mà phải xem xét bằng cách nào. Tôi cho mượn trong vòng 3 ngày phải trả lời tôi, nghe không? Chịu thì đấy cũng chịu thôi, chứ cho đem ra mà kia nó bán hoặc là nó xé là sao nó, mình phải kỹ lưỡng cái này chút, nghe không? Bởi vì đây là cái 10.000 năm mới ra một lần, cuốn sách này 10.000 năm mới ra có một lần thôi, chứ không phải mấy sách kia muốn ra lúc nào ra. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ 21 câu hỏi của con đã hết. Con xin cảm ơn chú đã giải đáp cho con được rõ thông. Con xin cảm ơn. Rồi cảm ơn cô Dung đã hỏi nhiều câu hỏi rất hay. Rồi cảm ơn cháu.